sống cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Có cái đề tài trước rồi buổi chiều mới trả lời, nhưng mà tháng rồi cũng như tháng này câu hỏi nhiều quá, thật ra từ sáng sớm trả lời luôn để chơi được hết những câu hỏi, thì rồi thì cũng thiếu nợ một số câu hỏi chưa trả lời xong. Hôm nay chúng ta sẽ trả lời tiếp. Này có Nguyễn Thị Thanh Hương ở Bình Dương. Con chào Thầy, con tên là Hương, có câu hỏi mong Thầy Quan Hỷ giải đáp giúp. Bé gái nhà con năm nay được 11 tháng tuổi. Bé ngồi chưa vững, giống như bị gù lưng. Mong Thầy từ bi hướng dẫn giúp để bé được ngồi vững, đi đứng khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Cái trường hợp mà không ngồi vững này thì như tôi có nói nhiều trong cái bài phương pháp dưỡng sinh là phải
Điều đầu tiên là bà mẹ đã có một giai đoạn nuôi thai không tốt, tức là không có đủ cái dinh dưỡng và nhất là không có đủ canxi trong giai đoạn từ tháng thứ 6 trở lên đó, là chúng ta ăn thực phẩm không tốt. Cái triệu chứng này cũng nối ngược lại bà mẹ nữa. Nếu mà bà mẹ nào mà bị con sinh ra mà bị thiếu canxi như thế này thì nữa bà mẹ tới giai đoạn mà qua giai đoạn mãn kinh có khả năng cũng sẽ là bệnh loãng xương rất là lớn. Cho nên là kể từ bây giờ ngay cả bản thân bà mẹ cũng nên bắt đầu ăn uống kỹ lại. Nhất là nên ăn cơm cốm lứt ren với mè ren. Trường hợp bé như thế này á, muốn cho nhanh á thì nên ăn, mẹ nên nhai cốm lứt ren với mè ren không muối và nhai ra nước rồi ngậm nước nhai chừng trên 20 phút trở lên mới cho bé phân nửa, mẹ ăn phân nửa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mẹ cũng nên ăn cơm lứt muối mè, tự cải thiện bản thân của mình và cũng giúp bé được phát triển tốt. Và thêm cái bài cháo bổ dưỡng. Bài cháo bổ dưỡng thì cũng nên xay mè cho thiệt nhuyễn rồi trộn nhiều vào, trộn nhiều mè vào trong cháo để cho bé ăn. Thì tôi nghĩ trường hợp này không quá 3 tháng đứa bé sẽ ngồi rất là vững. Kể từ bây giờ, anh có số liên hệ, số điện thoại liên hệ thì chúng ta nên để ý để liên hệ với đứa bé này sau 3 tháng. Hồi trước cũng có một số những đứa bé mà ngồi không được tới 12 tháng mà nó cũng không ngồi được 12, 14 tháng gì đó. Nhưng mà chúng ta chỉ ăn bằng cách này thì chưa đầy 3 tháng đứa bé ngồi rất là vững. Cũng có Dĩ An Bình Dương. Con mang bầu nay được 8 tháng rồi, nhưng con uống sữa ông thầy vào sữa công thức. Bữa con mua về thử để vào ngăn đá, vậy sữa ông thầy có bị mất chất không ạ? Cho con hỏi là sinh bé xong đang cho con bú thì có uống enzyme được không? Nếu uống thì uống như thế nào là đủ? Và sinh xong con có thể uống mật ong và nghệ chung không? Con thấy Quyên Nguyên có bán bột nghệ và mật ong. Thứ nhất, 8 tháng thì nó cũng đã trễ để nói chuyện dưỡng sinh rồi. Trễ tới 2 nhịp rồi. Cái nhịp đầu tiên là chuẩn bị trước khi mang thai. Cái nhịp thứ hai là trong lúc từ đầu cho tới cuối phải nuôi con bằng phương pháp dưỡng sinh. Bây giờ đã 8 tháng mà hôm tháng rồi không trả lời, chắc tháng này sanh rồi quá. Thì bây giờ nếu như gia đình có liên hệ được thì chắc là thôi lấy số của sư cô Như Diễm đi. Số 084-79-79-258 để xin cái tờ giấy mà trợ phương cho những bà mẹ sau khi sinh. Và nếu như chưa sinh thì cũng nên liên hệ gấp để xin cái củ ngải mà chúng tôi đang có trồng. Và sau khi sinh là về phải uống cái này. Uống cái này để chi? Để mình sau này mình không có bị lạnh đó. Thường mấy cái bà mẹ mang sinh con thì không biết cách xử lý, là sau này tôi thấy đi đâu cũng quấn khăn mặt, đồ lạnh tùm lum. Nhưng mà nếu được xử lý củ ngải này thì sẽ không còn tình trạng đó. Và cái thứ hai, nếu mà tắm được cho đứa bé thì đứa bé đó sau này nó sẽ không bị cái gọi là gì, khó tiêu, sình bụng á. Cái này rất là tuyệt vời. Thì nên liên hệ với cái số 0906-258-258 gặp thầy Tri Khách thì thầy sẽ nhổ cái củ đó cho. Và về mà sau khi mà từ bệnh viện về là chúng ta bắt đầu xử lý cái này. Còn nghệ thì bây giờ bắt đầu mua đi. Mua nghệ sa cừ, mà cố gắng lựa cái loại nghệ để mà cái gì, nghệ trong sạch. Đừng có trồng phân hóa học, thuốc trừ sâu nhiều. Tại mình uống trực tiếp nên nhớ lựa của nghệ sạch. Coi tờ giấy thì coi cái cách sử dụng. Bây giờ tôi nói sơ cái vụ làm nghệ này trước ha. Này tôi phải làm mụ mới được.
À, sau khi từ bệnh viện về thì xử lý cái củ ngải đó trong 3 ngày đầu nhá, nên xử lý củ ngải trong 3 ngày đầu. Và tôi theo dõi rất là nhiều đứa bé tuyệt vời ở chỗ này. Tức là thường là những đứa bé mà khi sanh ra và nó mẹ có ăn uống kỹ cỡ nào á thì cái phân nó vẫn bị nhão, nó không bao giờ có khuôn đâu. Ít lắm là cũng phải từ 6 tháng trở lên do bú sữa mẹ thì phân nó bắt đầu mới đặt lại có khuôn. Nhưng nếu làm đúng cái phương pháp của chúng tôi thì sau khi sanh về khoảng một tuần lễ từ đó sau là đứa bé đi nguyên mũi cục phân dài, không có bao giờ nhão nữa. Thì cái cách nó cũng đơn giản thôi, là mỗi ngày lấy 300 gram nghệ, nghe cho kỹ nha, 300 gram nghệ đâm giả nét, dắt lấy nước cốt, người mẹ uống trực tiếp nước cốt này, không có pha chế gì hết nữa, uống trực tiếp nước cốt này. Về những cái viêm nhiễm ở bên trong á thì uống nghệ này thì nó sẽ làm lành rất là nhanh, cho nên người nữ không có sợ bị mấy cái triệu chứng khác. Còn đường ruột của người mẹ thì cũng sẽ rất là tốt và sẽ trả lời cho câu hỏi là đường ruột đứa nhỏ tốt. Mà từ nhỏ đường ruột đã tốt rồi thì cái kháng thể nó sẽ tuyệt vời. Những đứa bé này sau này rất là khó có bệnh liên quan tới đường ruột vào đau tử. Đây là cái điều mà người phụ nữ, người mẹ phải biết. Nhưng còn cái bài mà củ ngải để tắm, quý vị nên nhớ nè, cái bài nãy là đâm mẹ thì uống, đồng thời mẹ cũng tắm sơ và nhất là tắm đứa bé. Thì quý vị nên nhớ là trong mấy ngày đầu cái cuốn rúng nó chưa có khô, cho nên lúc tắm cái nước củ ngải đó là cố gắng đừng có cho nó bị đụng vô cuốn rúng nha. Và hết sức kỹ, đừng cho mình nhúng khăn mình lao sao cũng được, lao mình đứa bé thôi chứ đừng có cho đụng cái ngải vô cuốn rúng là không tốt. Đó là cái bài trợ phương sau khi sinh, thì những người nào mà sinh nở thì nên để ý tới điều này. Chào thầy, con có câu hỏi là bé gái nhà con được 17 tháng tuổi, bé hay thức dậy ban đêm, ngủ không được ngon giấc. Ban ngày bé ăn uống chơi bình thường, buổi sáng con cho bé ăn bài cháo bổ dưỡng, trưa cơm lúc muối mè, tất ca. Xế bé ngủ dậy chơi khoảng 3 giờ, con cho bé ăn cháo bổ dưỡng. Chiều tối khoảng hơn 6 giờ cho bé ăn cơm. Đến tối khoảng 9 giờ trước khi đi ngủ cho bé uống sữa dưỡng sinh ngũ cốc. Bé ngủ khoảng 10 giờ kém thì tới 2 giờ sáng bé dậy uống sữa mẹ. Đến 4 giờ bé lại dậy tiếp. Trong lúc nghe ngủ bé hay trằn trọc khóc nhiều lần. Nhờ thầy tư vấn giúp con cách nào cho bé ăn uống phù hợp để tối bé ngủ xong ngon giấc đến sáng, cũng như con muốn cai sữa cho bé. Con xin cảm ơn thầy. Cái buổi tối thì thường là thức ăn béo nó sẽ rất là khó tiêu, cho nên cái sữa mà béo quá buổi tối chúng ta nên uống pha loãng, đừng có pha đậm. Cho nó uống loãng một tí và uống hạn chế nước lại một tí nữa. Nếu nó hơi khó ngủ thì buổi tối đó chúng ta thay pha sữa ngũ cốc á. Thì một là chúng ta pha nước nhiều, nhưng mà mình lại thêm cái bột sắn dây vào, khoảng muỗng cà phê thôi chứ không nhiều. Chúng ta bỏ khoảng muỗng cà phê bột sắn dây đánh với nước cho nó tan, xong rồi chúng ta đánh vô trong cái bột dinh dưỡng á, ở cái sữa đó. Bây giờ tôi nghĩ là cái sữa mới này nó sẽ cải thiện được tình trạng đó. Sữa trước không được nha, nhưng mà sữa này là khả năng nó sẽ ngủ tốt nè. Thì quý vị có thể cho nó uống buổi tối bằng cái sữa đó, một ly vừa phải thôi. Mấy đứa bé mà trước 24 tháng tuổi mà vẫn còn bú mẹ, nó thành một cái thói quen rồi, thành ra muốn cai sữa thì mình tìm cách là cái gì, sức dầu hay gì, ngay cái ti của mẹ nó ngậm vô nó cay cay, riết nó bỏ, nó ghét, nó không thèm bú nữa. Tối thì cũng pha sẵn bình để sẵn đi, mình thức dậy thì nó sẽ ngậm vú mẹ, nó sẽ không có ngon lành gì, nó cay cay miệng nữa, nó không thèm, thì nó quay qua nó chụp bình sữa nó bú, ít bữa là nó khỏi bú sữa mẹ.
Câu hỏi tiếp là con theo phương pháp dưỡng sinh thời gian đầu giảm cân 10kg và con đã duy trì ở mức cân là 53-54kg gần một năm nay. Con cao 1m6, con hỏi như sau. Một, làm việc trong công ty trong phòng máy lạnh khoảng 26 độ, con phải thường ra ngoài vì nó lạnh làm đau buốt cả cổ vai. Có cách nào khắc phục việc này khi phải ngồi chung phòng với mọi người? Và con nhận thấy bản thân ở trong môi trường lạnh ngoài thiên nhiên mà có vận động như đi bộ thì không hề hấn gì, còn trong phòng ngồi máy tính thì không chịu được. Đúng là ngồi trong phòng lạnh nó rất là khó chịu. Lâu nay chúng tôi có thực hiện một cái, chỉ một số người thực hiện cái việc này. Mỗi lần mà quý vị ngồi xe máy lạnh, ngồi trong phòng lạnh, đi máy bay, nói chung là chúng ta đã ở trong cái không gian rất là ngắn nhưng mà sử dụng rất là nhỏ mà sử dụng máy lạnh đó, thì ngoài cái việc quý vị đã hít khí lạnh vào phổi của mình thì gần như toàn thân chúng ta cũng đã bị nhiễm lạnh. Cho nên đó là này thì người nào có phương tiện á, người nào có phương tiện nên có một cái phòng sông đá ở nhà đi. Nếu quý vị ngồi trong xe máy lạnh mà từ 3 tiếng đồng hồ trở lên là chắc chắn là quý vị đã nhiễm lạnh, không thể nào tránh khỏi cái điều này. Quý vị về chịu khó xong đi. Còn không thì chúng ta bằng xong bằng cách gì để cho nó đổ mồ hôi. Và nếu như không có làm được điều đó thì quý vị có thể làm về thì chúng ta nên tắm bằng nước nóng đầu tiên cái đã. Xong rồi là chúng ta bắt đầu mới uống bột sắn dây và chúng ta làm cho ra mồ hôi. Nhưng mà ra mồ hôi thì nó không hết cái lạnh ở trong phổi đâu. Quý vị phải tập hít thở. Nhất là ví dụ như nếu quý vị mà có được cái phòng xong thì tuyệt vời lắm, chúng ta hít bằng mũi thì cái khí nóng nó bắt đầu nó vào trong phổi, hít cho căng cái ngực của mình, xong rồi ém cho khí xuống cho căng đan điền cái chúng ta thở lỏng chừng nào chịu nổi thở ra thì quý vị thoát hơi thở ra, thoát hơi thở thiệt mạnh rồi mình ém cho tới khi nó ho nó sặc luôn á, là chừng 3 hơi là khí lạnh trong phổi nó hết đó. Thì quý vị thường xuyên làm vậy cho nên nó mới không có cái hậu quả bị đau phổi sau này, chứ còn ở phòng lạnh rất là nguy hiểm. Trường hợp ở phòng lạnh thì 26 độ là cũng may phước rồi, đáng lý là 27 độ thì nó không có đủ cho một cái văn phòng lớn, nhưng mà tới 26 và 26 độ trở lên là cũng tương đối rồi. Thì trường hợp này là cái người này hơi bị đã theo dưỡng sinh rồi thì nó rất là dễ phản ứng với cái nhiệt độ thất thường mà nó kéo dài thường xuyên. Cho nên chúng ta nên nói là phải mỗi tối về mình khắc phục bằng cách là mình khuấy sắn dây và có một chút một là chanh muối, hai là mơ muối, và chúng ta phải hít thở như vậy nếu quý vị không có được cái phòng sông đá. Còn ăn thì thứ nhất là chúng ta sẽ hạn chế cái nước, tại vì nước nó là âm, hạn chế cái lượng nước vào cơ thể của mình. Cái thứ hai là mình nói tới cái rau âm thì ít người hiểu. Cái rau mà cái lá nó lớn chừng nào á thì chúng ta nên hạn chế chừng đó. Ví dụ rau mồng tơi lá lớn hoặc cải lá lớn nó là âm thì chúng ta hạn chế ăn những cái loại thực phẩm âm. Thì cơ thể chúng ta nó dương lần lần lên thì cái phòng lạnh này nó không đủ sức để có thể gây ảnh hưởng mình. Và tìm cái cách nào đó đừng có đưa cái máy lạnh thổi trực tiếp ngay mình, né qua một chút, né lại một chút. Còn một cách nữa là chúng ta mua bộ đồ mỏng giữ nhiệt á, chúng ta mặc ở trong rồi thì ở ngoài mặc đồ vậy đó, mặc thì nó cũng sẽ tránh được trường hợp này. Và mang vớ để cho nó đẹp chân nữa thì có lẽ là tránh được đó. Câu hỏi thứ hai là bài tập dưỡng sinh của thầy những cái ngày đầu có đau nhức vai cổ không? Nói nhiều chuyện lắm. Có những người tôi còn lưu hình đó, họ tập đầu mới có 1 tuần nó ra 2 cái bàn tay bầm tím như trái sắn à.
và họ tập tiếp chừng khoảng 10 ngày biến mất, tức là độc cơ thể ra. Cho nên cái bài tập của mình đó là khi mà huyết mạch nó thông lưu rồi thì nó sẽ đào thải cái độc tố của cơ thể ra ngoài. Cho nên cái lúc mà mình bị âm, mình bị đau nhất ở đâu thì không biết, nhưng mình khi mình tập bắt đầu nó ra thì mình cảm giác là nhất chỗ này, nhất chỗ kia. Chúng ta kiên nhẫn, chúng ta tập một thời gian chừng chắc khoảng 2 tuần trở lên là quý vị sẽ thấy những triệu chứng nó biến mất. Bài này, những cái bài tập này thì hôm nay chúng tôi nhận rất là nhiều cái tin nhắn của nhiều người. Ví dụ như cái bệnh tê tai, bệnh tê tai rất là nhiều, cái người đi khắp nơi uống thuốc, chích thuốc, thậm chí châm cứu mà không hết. Tập đâu có 3 ngày mà từ đó tới bây giờ là cũng 2 tháng rồi, bệnh tê tai không kiếm lại được, biến đâu mất rồi. Và có rất là nhiều cái bệnh đau nhức khớp, ăn không tiêu, ngủ không được, rất là nhiều cái tin nhắn gửi về. Cho nên đây là một trong những cái bài tập mà chúng tôi thấy rất là có lợi cho mọi người nên làm xuyên. Và tới giờ phút này thì 5 giờ sáng trên cái trang YouTube Chùa Long Hương vẫn tiếp tục phát trực tiếp. Nếu ai mà chưa có rành, chưa có thuộc thì mỗi sáng 5 giờ cứ mở tập chung với bà con thì nó một thời gian để cho mình thuần đó, rồi mới tập một mình nó dễ. Thứ ba, con hay bị bì hơi, có phải đường ruột có vấn đề không ạ? Mặc dù không mắc đi cầu, vì mỗi sáng đều đi cầu, triệu chứng này có gì không ạ? Con thường là bị chướng hơi, bì hơi là chướng hơi ở bụng thì chắc chắn là tiêu hóa có vấn đề rồi. Tiêu hóa vấn đề là một là có thể mình ăn cái thực phẩm khó tiêu, hoặc là thực phẩm lạnh, hoặc là cái tỳ vị chúng ta đã bị hàn, nó kèm theo những cái đó. Và cái thứ ba là khí chúng ta nó không thông. Thì bây giờ một là tập cái này để cho khí thông, hai là nếu những cái trường hợp mà những trường hợp này là xảy ra mà ban đêm, ví dụ như đi ban đêm thì tập không có tốt. Chúng ta tập thể dục thì từ 5 giờ sáng, trong khoảng 5 giờ tới 7 giờ sáng hoặc là 5 giờ tới 7 giờ chiều, hai cử đó thì nên tập. Còn ngoài giờ đó ra thì đừng có nên tập thể dục. Thì bây giờ ví dụ như bây giờ khoảng 7-8 giờ tối, 9 giờ tối mà cái bụng mình nó chướng, mình làm cái gì? Tuy nhiên cái mà tiêu hóa tốt nhất là ngậm chanh muối, hoặc là chúng ta dòng 1/4 trái chanh muối với nước trà. Và bây giờ là cái trà túi lọc suối vàng của mình đó, mà quý vị uống nó sẽ tiêu. Nhưng mà hay nhất là quý vị nên quỳ gối rồi ngồi cái mông chạm gót, thấy chưa? Ngồi mông chạm gót ra là chúng ta banh cái gót ra để cho cái mông nó lọt xuống dưới một tí. Thì lúc đó cột sống chúng ta sẽ thẳng đứng và cái khí thở nó sẽ thông rất là thông. Quý vị sẽ hít đầy ngực, hít căng bụng dưới, và lúc này là nên tập trung. Ở đây dùng cái từ là tập trung luôn nha. Tập trung cái tâm của mình từ rúng trở xuống, hoặc là tập trung ở hội âm cũng được, hoặc là tập trung ở quan nguyên khí hải, tức là dưới rúng khoảng hai lỗ tai đó. Và hít, hít căng bụng và để ý ở đó, tức là chúng ta đem cái dương khí trở xuống để cho nó dễ tiêu. Trong y học gọi là khí hóa thức ăn, tức là nếu mà cái không khí mà chúng ta nó khí thở chúng ta nó thông rồi thì nó sẽ làm cho thức ăn tiêu hóa rất là tốt. Thì một là quý vị sẽ hạ phong, hai là quý vị sẽ ở và giải quyết được cái bị cái vụ chướng bụng này. Và nếu như mà chúng ta thuộc cái dạng mà tỳ vị nó bị lạnh á, thì chúng ta ăn có một tí gừng, hoặc là tốt nhất là nghệ á. Cái trường hợp này mà quý vị có thể sử dụng cái nghệ, tinh bột nghệ cũng được. Hồi trước chúng tôi có nói cái bài tinh bột nghệ rồi ha. Này là một bí quyết đẹp da. Tại vì cái này là một cái bài phỏng vấn cách đây mười mấy năm, tôi gặp một cái bà cụ cũng tám mấy tuổi mà da đẹp như một người phụ nữ 18 tuổi. Và tôi hỏi bà có cái bí quyết gì thì bà kể, tôi thì đơn giản lắm, tôi không có bí quyết gì đâu. Bà ngồi cười cười, hồi bà kể là trước khi tôi nấu cơm á, tôi có đâm một củ nghệ dài bằng hai cái ngón tay cái, dắt lấy nước cốt, xong tôi đâm khoảng 10 hạt tiêu, không có nhiều, 10 hạt tiêu. Như vậy là khi mà do cơm, nấu cơm là tôi bỏ cái này vô thôi. Đơn giản là bữa cơm nào cũng có nghệ với tiêu. Và da tôi như vậy thầy biết rồi đó.
Cái này là bí truyền của nhiều đời gia đình tôi, giờ tôi truyền cho thầy cái thành hết bí truyền luôn. Ai muốn đẹp da bà tiêu quá, bà nói là kể từ khi mà bà biết cái đó tới bây giờ ăn cái gì cũng tiêu. Tiêu quá tuyệt vời. Những người mà hay bị sình bụng đầy hơi thì nên sử dụng bài đó. Thưa thầy, bé nhà con 16 tháng tuổi, mỗi buổi tối uống một sắn dây một muỗng cà phê được không, và uống lâu dài được không thầy? Vì bé này lúc nhỏ có truyền kháng sinh và hiện tại thường nổi mẩn ngứa. Uống sắn dây thì sẽ có giấc ngủ tốt hơn. Bây giờ có sữa rồi, như hồi nãy mình nói đó, pha sữa cộng thêm muỗng sắn dây đi, nó vừa ngon mà có thể nó cải thiện được cái men ruột khi mà uống trụ sinh nhiều. Và cái trường hợp nổi mẩn ngứa này thì có thể mua quệ đà giải đầu gan uống thêm. Câu hỏi của một người ở Khánh Hòa. Kính thưa thầy, con xin hỏi về sức khỏe. Năm nay con 22 tuổi nhưng sức đề kháng con rất yếu, trong khi con bị suy tim. Bác sĩ bảo con phải uống thuốc, nhưng mỗi lần con uống vào con thấy như đối phó vậy chứ không hết. Con hữu duyên biết đến thầy và nhờ vào nhóm thực dưỡng, và có nghe qua cái phương pháp ăn số 7. Con đang thực hành theo được 3 ngày, nhưng hình như con nấu cơm không đúng và con không biết mình nên ăn muối mè hay không. Vì con bị huyết áp thấp, con có những biểu hiện như là nóng người và lỡ miệng, nhưng con không thấy đói và thèm ăn. Ăn một ngày 6 muỗng cơm và mỗi muỗng cơm con nhai 30 phút ạ. Con bị tích nước hay sao ấy? Bình thường con ăn rất ít, con vẫn bị tăng cân không kiểm soát và con hay bị đau đầu lắm. Mà mong thầy hữu duyên được vấn đáp trực tiếp cùng thầy, con sẽ vào Đồng Nai ạ. Rất mong thầy giúp đỡ cho con, vì bác sĩ bảo khi mà con bị stress là con bệnh tim sẽ tái phát và sẽ bị đột tử bất đắc kỳ tử. Con chân thành mong thầy giúp đỡ, kính chúc thầy nhiều sức khỏe. Nhai nhiều, nhưng mà cái trường hợp này là một là nhai muối mè. Mình sẽ chia ra bữa cơm này chúng ta ăn với muối mè, bữa cơm sau chúng ta sẽ ăn với tương tỏi. Và do nhai muối mè nhiều thì nó sẽ làm cho cái việc tăng cân. Thật ra thì ăn số 7 thì cái việc giảm cân là không còn bàn. Trong vòng vài tuần này chúng ta sẽ thấy được cái việc này. Tại vì người mới ăn thì hơi thắc mắc, thấy là mình ăn cái gì cũng tăng cân, nhưng mà ăn cơm muối mè thì tăng cân không nổi đâu. Chưa có ai ăn cơm với muối mè mà tăng cân cả, cho nên yên tâm là chúng ta ăn nó sẽ xuống cân. Còn liên quan tới tim mạch thì nên ăn có tương tỏi. Thật ra muối mè, cơm muối mè không thì nó cũng sẽ tốt cho cái tim rồi, nhưng mà ăn tương tỏi nó sẽ làm thông huyết mạch, thông tim tốt. Và nên uống nước đậu đỏ rang với gạo lứt rang là được rồi. Kính thưa thầy, cho con hỏi, con mua một số sản phẩm uy nguyên, số lượng hơi khá nhiều cho một người dùng. Vì con ở nước Anh, như tỏi đen, hạt kê, hạt sen, bột sắn dây, gạo lứt, tinh bột nghệ vàng, tất cả vân vân, nhiều quá trời luôn. Hạn sử dụng có thể hết trước ngày sử dụng. Kính thưa thầy, quan hệ cho con biết nếu để lâu hơn có thể sử dụng được không? Những cái món ví dụ như là, ví dụ tách ca đi, thì cũng nếu mà chúng ta ngại thì được quyền để tủ lạnh. Nếu ngại được quyền để tủ lạnh, chứ thường thì tách ca để từ 6 tháng. Có những cái hũ tất ca chúng tôi để kéo dài tới cả năm để bên ngoài thử. Tức là thường mỗi một lô hàng tôi có để lưu mẫu thì 6 tháng tôi kéo dài tới cả năm vẫn không thấy hư. Còn nước tương thì tuyệt vời rồi, nước tương càng để lâu càng tốt. Tỏi đen để lâu cũng không hư. Mấy cái loại hạt như là hạt sen thì để 100 năm cũng không hư. Nhưng mà hạt kê thì nên để tủ lạnh. Bột sắn dây thì để lâu cũng không có gì. Gạo thì cũng nên để tủ lạnh. Tinh bột nghệ vàng, tất ca mình nói rồi, dầu mè để lâu cũng tốt. Miếng sắn dây để lâu cũng tốt. Quệ đà giải đầu gan thì nó cũng hạn sử dụng tới 2 năm. Trà săn tiết để bao lâu cũng được. Sữa bột ông thầy thì trong 6 tháng. Còn mấy cái món như là
trà củ sen thì hạn sử dụng cũng một năm, nước cốt mơ thì để lâu được. Cái nào mình nghi ngờ cứ để tủ lạnh là chúng ta được kéo dài thời gian. Ngay cả sữa bột, sữa bột nếu để ngoài 6 tháng nhưng mà chúng ta để tủ lạnh là có thể kéo dài tới 1 năm vẫn có sử dụng được. Những món nào mà chúng ta xài lâu nó bị mốc, bị mốc thì nên bỏ. Còn nếu mà chúng ta mở ra mà nó vẫn còn mùi thơm như ban đầu thì vẫn còn xài được. Từ ngày con biết được phương pháp thực dưỡng của Thầy đã và tham khảo tất cả các bài trên YouTube của Thầy đã áp dụng 3 năm nay, con đã tự chữa được rất là nhiều bệnh và thấy sức khỏe mỗi ngày mỗi tốt hơn nhiều. Con xin chân thành cảm ơn Thầy và tiên sinh Oshawa. Người này là ở Lê Thị Anh Hoa, đang ở Anh, một người ở thành phố Tiên Quyên. Chào Thầy, cho con hỏi là con sinh em bé được 5 tháng, sữa con hơi ít nên con muốn hỏi Thầy có cách nào làm sữa về nhiều không ạ? Bé nhà con 4 tháng con đã cho ăn dặm rồi, thỉnh thoảng con nhá mấy miếng cơm gạo lứt cho bé ăn. Bây giờ 5 tháng bé đã ăn được bột coco được chưa? Con xin Thầy chỉ cho con cách cho bé ăn dặm với. Con cảm ơn Thầy. Chỉ có những người là sanh con mới thấy giá trị của cái hạt cơm lứt muối mẹ. Nói thì không ai có thể chứng minh được, nhưng mà bà mẹ thì sẽ chứng minh được điều này. Ăn không cơm lứt muối mẹ sữa cũng nhiều nữa, kỳ lạ vậy, không giải thích được. Còn không thì ăn thêm, ví dụ như thường mấy bà mẹ đang sanh thì tôi cho ăn buổi sáng là bài cháo bổ dưỡng, bài 37 trang 63 trong quyển sổ tài dưỡng sinh, ăn với tất cả. Bữa trưa ăn cơm lứt muối mè thuần, không có thêm mấy món gì. Và buổi chiều muốn ăn cháo bổ dưỡng trở lại cũng được. Nhưng mà gần đây lại có một cái bà mẹ mới sinh chưa đầy 2 tháng thì có nhắn tin tôi viết là kết quả của cái sữa dưỡng sinh của mình. Tức là sữa thì ít, nhưng mà uống một ly sữa thôi chưa đầy 3 phút là sữa về căng ngực, bé bú uống hết. Đây là một tin mừng, tức là không cho bé uống trực tiếp cái sữa của mình. Mà mấy bà mẹ mà đang cho con bú cứ uống cái sữa của mình đi, uống sữa bột của mình á, thì trong vòng thời gian rất ngắn là chưa đầy 3 phút là sữa về căng ngực. Đó là một cái thông tin mà có một người khi mà uống cái sữa mới có nhắn về cho tôi như vậy. Thì người ta nói là Thầy cũng nên nhắn cho mấy bà mẹ biết, để nhiều người thấy sữa không về rồi không biết làm cách nào. Hồi xưa thì chúng tôi có chỉ cho ăn cái canh bù ngót. Dân nhà quê mình gọi là bù ngót hay bù ngót. Và đây là cái bài mà tôi học lớn của dân tộc Thượng. Dân tộc Thượng, tôi đi tuốt ngoài Hà Giang lên tới cái Hoàng Su Phì, lên cái làng dân tộc Mèo. Trời, cái bà đó bả sữa ghê gốm lắm. Mà bữa ăn nó, bữa ăn tôi rình rình tôi coi, nó hỏi nó không nói đâu, nó không chỉ. Mà tôi giả bộ đi tới lui tôi liếc liếc, chứ dòm thẳng nó cũng chửi mình nữa. Ăn cắp nghe. Thì nhìn thấy, tôi nhìn xác định rõ ràng là nó là cái lá rau bù ngót. Và tôi đi vòng ngoài vườn nó thấy rõ ràng là nó trồng rau bù ngót. Nấu canh bù ngót với hột gà, tức là nấu canh cho chín rồi đập hột gà ta, hột gà mà có trống á thì tuyệt vời, là sữa ghê gốm lắm. Đó thì bây giờ mình có hai món, một là canh bù ngót với hột gà tàu mà có trống, và uống cái sữa bột của mình là tuyệt vời. Hoặc là ăn bà cháo bổ dưỡng với lại tất ca cũng sữa nhiều, hoặc là ăn cơm lứt nhai với muối mè cũng sữa nhiều. Thì muốn sữa nhiều thì có những cái loại đó. Còn thường mấy em bé thì 6 tháng chúng ta bắt đầu cho ăn dặm. Và tôi thường hay nói một câu mít lòng, có nhiều bà mẹ mất cười lắm, là nấu cơm, nấu cháo thì bỏ con cối xay. Nói tôi thầy con xay nhuyễn lắm, cho nó ăn. Tôi nói là con của mình thì mình nhai, con của máy thì cứ xay cho nó ăn. Nhai nó mới đúng, chứ còn xay thật ra không đúng. Ông bà già xưa mình hay lắm,
Nhưng mà nên để ý là chúng ta cho ăn cơm cũng được, cho ăn cháo cũng được, thì chúng ta phải nhai thành nước hết rồi, cơm cháo gì nó cũng thành nước. Cho nên là nhai ít lắm cũng phải được 20 phút mới đút cho con. Nhưng mà nên nhớ là chúng ta chỉ đút phân nửa và chúng ta nuốt phân nửa. Chứ mà nhai mà đút hết là chúng ta sẽ bị kiệt sức trong vòng 3 ngày thì mình không có lơ mơ bị kiệt sữa luôn nữa. Cho nên là nếu mà nhai mớm cho con là đút phân nửa chứ không được đút hết, nên nhớ điều này. 6 tháng trở lên được quyền cho ăn dặm thì nấu vài cháo bổ dưỡng cũng được, nấu cơm đứt để nhai với muối mè cũng được, tùy mình. À, con viêm cầu thận hội chứng thận hư đã gần 20 năm, đã chữa trị Tây Đông Y. Con cũng có ăn thực dưỡng số 7, số 6 được 3 tháng năm 2017 để chữa, nhưng con làm chưa có kết quả. Con nghĩ rằng do khi con áp dụng con đang ở Trung Quốc, nguồn gạo sạch không có nên kết quả không được như mong muốn. Mong sư phụ chỉ thêm giúp thêm ăn gạo lứt trắng hay gạo lứt đỏ, và nên kết hợp sản phẩm nào để chữa kết quả tốt. Con vẫn có lòng tin và muốn thực hiện lại phương pháp này cho cả tâm linh và sức khỏe của thân thể. Mong sư phụ chỉ bảo giúp con. Nói thì không biết còn biết lòng ai, chứ còn cái bệnh này thì dễ lắm. Nhưng mà quý vị nên gặp trực tiếp để chúng tôi coi cái bài thuốc nào hợp lý. Là tại vì thứ nhất là cũng vẫn phải ăn cơm lứt muối mè. Trước mắt là chưa có về thì nên ăn cơm lứt muối mè, uống nước đậu đỏ rang với gà lứt rang trước đi. Nhưng mà nên gặp trực tiếp là vì chúng tôi có những cái bài thuốc để uống hỗ trợ cho cái bệnh suy thận. Thì như vậy là nên trở về đây để gặp, để chúng tôi trực tiếp coi mới có cái bài thuốc kèm theo là mình sẽ uống cái bài nào trong cái bài thận của mình. Khi người thiền tiếp nhận năng lượng, thầy dặn không nghĩ tới lưng xa một, tức là hỏi âm. Vậy ngồi thiền theo thường lệ, hít vào đầy bụng, thở ra sạch bụng, vậy có nhiễu hộ môn không? Thật ra khi mà chúng ta ngồi thiền thì như hôm rồi chúng tôi có nói là mình sẽ thả lỏng toàn thân của mình, thả lỏng cho tới mức độ đạt tới cái cảnh giới tự nhiên như nhiên của cơ thể. Mà cảnh giới tự nhiên như nhiên của cơ thể, chúng tôi dùng từ là cảnh giới chứ không phải là cái tưởng tượng của chúng ta. Thì khi mà chúng ta thả lỏng toàn thân cho tới một cái lúc mà nó đạt tới cái mức mà chúng ta đã trở thành thả lỏng để cho cơ thể nó tự nhiên như nhiên rồi đó, thì mình nghe cái thân của mình tưởng tượng giống như cục đất khô mà thả xuống nước, bắt đầu nó ngấm nước, bắt đầu nó rã mềm như vậy. Thì toàn thân của chúng ta nghe mềm mại, và lúc đó quý vị tưởng tượng như cái đầu ngón tay mình cũng không cất lên được nữa, tại vì mình đã thả lỏng rồi, nó mềm cho tới tất cả các cơ gân của cơ thể chúng ta nó mềm nhũng như thế. Thì như vậy là cái thân đã tự nhiên thì hơi thở sẽ tự nhiên. Nhưng mà hơi thở tự nhiên thì nếu như chúng ta ngồi đúng tư thế thì cái bụng dưới nó sẽ phồng ra, và khi hít vào và khi thở thì bụng dưới nó sẽ xẹp lại. Đó là một cách tự nhiên như nhiên của cơ thể. Thật ra là không có cố gắng hít sâu thở sạch nữa. Và thở bụng tự nhiên thì không cần phải nhíu hộ môn. Người này ở Cà Mau: kính bạch thầy, chỉ cách con lập bàn thờ Phật tại nhà, trên lầu chính giữa nhà hướng ra cửa cái là bàn thờ cửu quyền, thờ được 20 năm rồi. Bây giờ con muốn lập bàn thờ Phật nhưng cha mẹ con không cho di dời mà chỉ được để bên vách tường chữ N L. Vậy con để bàn thờ Phật bên vách được không ạ? À, hay con phải làm như thế nào? Cha mẹ rất là cố chấp à. Cái này là chịu à. Nếu như mà chúng ta hiểu biết thì Phật là cái chỗ được tôn thờ chính giữa. Tại Phật là thầy của trời người. Và khi mà chúng ta thờ Phật thì không phải mình đốt nhang lễ lại đâu, mà chư thiên ở cõi trời có khi họ cũng có thể lễ lại mỗi khi mà chúng ta đánh chuông đánh mõ. Do vậy mà thường tôi hay chỉ quý Phật tử là bàn thờ Phật phải là chính để ngó ra cửa, còn bàn thờ cửu quyền thì ở vách hai bên ngó vào, giống như kiểu N L theo cái kiểu này. Nhưng bây giờ cái vụ này hơi bị đổi ngược thì thật là hơi khó xử. Thì phải thuyết phục làm sao cho kỳ được.
Vì Phật là thầy của trời người, là cha lành của bốn loại, cha mẹ cửu quyền chúng ta cũng vẫn là người phàm, không có thể so sánh được với thánh với Phật đâu. Cho nên cái ngôi vị chính vẫn là Phật thì tốt hơn. Thì tùy nên giải thích cho gia đình biết, hoặc là nên nói cho gia đình cái đoạn băng này để cho gia đình nghe mà sửa đổi. Chứ nếu mà Phật không được thờ chính mà để chỗ phụ thì như nhiều lần chúng tôi nói rồi đúng không? Phật ở ké thì suốt đời mình sẽ ở ké, nhân quả đó sẽ kéo dài. Thành ra người mà không có nhà mà đi ở ké chỗ này chỗ kia là để ý là chúng ta nhân quả là chúng ta cho Phật ở ké trong nhà của mình. Thật sự cái phước thờ thật nó lớn lắm. Còn chúng ta thờ cha mẹ mình cái tình quyết thống, cái lòng biết ơn của mình đối với cửu quyền thất tổ, nhưng mà cửu quyền thất tổ mình vẫn là người phàm, mình nên nhớ như vậy. Phật thánh thì ở cái ngôi chí tôn, cửu ngưỡng chí tôn rồi thì không để ở ké, không thể ở một bên được. Nên nói chuyện làm sao mà thuyết phục được hả thờ, còn không thì đừng có thờ luôn đi. Thờ Phật trong tâm thôi, chứ còn nếu mà đem ra thờ thì không thể nào thờ phụ ở trong nhà. Con có gì linh sa sảy? Linh sa sảy là gì ta? Không nhớ ngày tháng năm mà bị sảy thai. Đọc không hiểu nói luôn. Muốn làm bài vị bác Hương để cúng như thầy giảng thì phải làm như thế nào? Chúng ta nhớ chính xác năm tháng ngày giờ thì tốt, còn không nhớ thì mình cứ nghĩ tới cái lần sảy thai đó, trong cái khoảng gì đó cũng được, rồi chúng ta tự ghi tên thôi. Và chúng ta hướng tâm mình về cái người đó mỗi lần cúng. Thì cái bài cúng này tôi nhắc lại, cái thành công của cái bài cúng này á là cái tình mẹ con được khởi lên. Tình mẹ con có nghĩa là gì? Tức là đứa con mà mình đang nuôi, mình thương nó như thế nào, thì cái vong linh trong lúc chúng ta cúng, chúng ta cũng phải khởi cái tình rung động mẹ con như thế đó thì mới thành công. Nên nhớ như vậy, trong suốt 49 ngày cúng đó thì quý vị muốn được gọi là hóa giải được cái quan kiết. Chúng tôi dùng từ là hóa giải quan kiết có nghĩa là gì? Một sinh linh đã vào trong bụng mẹ rồi, tức là nằm trong tử cung nó rất là tăm tối. Và từ chỗ tối chưa được ra chỗ sáng, mà từ chỗ tối đi vào chỗ tối tiếp tục, tức là nó bị chết thì nó đi vào chỗ tăm tối tiếp tục nữa. Thì cái gì nó cũng hận mình hết á. Không bao giờ nó tha thứ cho mình đâu. Không có vong linh nào tha thứ chuyện này. Dù là cố tình hay vô ý, chúng ta cũng đều phải bị cái ân oán này. Do đó mà nó cũng dễ thương lắm. Mình nói nó nghe. Vì vậy mà cái tình mẹ con được thể hiện, cái sự rung động đó, cái tình thương đó, nó tự động nó sẽ hóa giải được cái oán hận này. Và con mình thì mình cúng, đừng có mượn người nào, đừng có mướn người nào, và cũng không ai cúng được cái chuyện này đâu. Cho nên có rất là nhiều người đã từng đưa vào chùa, chúng tôi cũng đều kêu mang linh dị về nhà cúng lại đúng 49 ngày rồi gửi sau. Và có rất là nhiều cái cuồng băng tôi kể về cái chuyện mà ảnh hành bà mẹ là ghê gớm lắm. Thật ra là cái thành công trong cái việc cúng này là cái tình mẹ con phải được thể hiện. Và trong suốt 49 lần cúng của 49 ngày đó thì nó nhận được. Và khi nó nhận được cái tình mẹ con rồi thì coi như cái ân oán đã xong rồi, giải quyết được trong đời này. Chứ nếu không là không xong đâu. Đời này mà nó không hành mình được thì đại sát nó cũng kiếm. Tại vì nó nghĩ là mình lấy cái mạng của nó và không bao giờ nó buông tha mình. Quý vị nên biết điều này. Cho nên phải cúng một cách rất là chân tình, thể hiện trọn vẹn cái tình mẹ con. Chứ nếu không á hả, là đến một cái lúc còn trẻ thì không sao, mà tới chừng 50 tuổi trở lên rồi sẽ thấy là nó bắt đầu nó hành mình từ từ, và hành đến những cái độ mà chở được cấp cứu trong bệnh viện, hoặc là nó làm mình ngất xỉu, đau nhức đủ điều, không có ông thầy nào có thể trị hết bệnh, thì chúng ta lúc đó thì đi cúng nó cũng trễ. Lúc này chúng ta nên cúng được thì cứ cúng, và không có cần cái gì rườm rà đâu. Tức là mình tưởng tượng là lần thứ nhất thì mình cũng ghi Đại Nguyễn Văn A cũng được nữa, Nguyễn Thị Quê cũng được nữa. Nhưng mà chúng ta phải tưởng tượng đó là lần thứ nhất mình bị, lần thứ hai mình bị, lần thứ ba mình bị. Thì mình hướng tâm tới cái đứa thứ nhất, đứa thứ hai, đứa thứ ba,
Và lúc cúng cũng vậy, thì mình cũng hướng tâm tới ba người để mình nói chuyện, ví dụ vậy, bốn người, năm người gì đó, thì chúng ta cũng phải nên làm như vậy. Và tự mình cúng thôi, tự mình viết lên vị cũng được luôn, không sao hết. Và cái quan trọng là sau khi chúng 49 ngày rồi thì mang vào cái chùa nào đó, một vị trụ trì phải có một cái sự hiểu biết và giúp mình thêm á, là lúc mà mình mang linh vị vào á, thì thỉnh thầy giúp mình là làm một cái lễ quy y linh dùm để cho cái vong linh nó được nhập chúng ở trong chùa. Chứ còn thiếu cái lễ này á, thì nó không được nhập chúng. Thì những cái câu nói mà trước khi vào cổng chùa này nọ nọ kia thì trong cái tờ giấy quá giải quan kiết chúng tôi có. Thì một là quý vị sẽ coi lại trong cái trang web chùa Long Hương, hoặc là sau đây thì các bạn biên tập sẽ in cái tờ giấy này ra thì quý vị có thể coi lại. Và cái cách để thì này cũng sẵn nói luôn, ví dụ như cái bàn thờ cửu quyền, cái bàn thờ ông bà mình là cao là to ở trên như vậy á, thì chúng ta sẽ làm một cái bàn nhỏ để dưới thôi, bàn vong thì nhỏ gọn đủ để lập một cái mâm để được lưu hương, để được mâm cơm để cúng mỗi chiều, và thấp hơn bàn thờ cửu quyền, chứ không có được quyền mang lên để chung bàn thờ cửu quyền cúng ngay đây. Phải làm một cái bàn thấp ở dưới đàng hoàng. Và mình cũng xin phép cửu quyền là mình được để những cái vong linh thai nhi mà mình hư thai này nè, để đây để nương cửu quyền. Đương nhiên cửu quyền thức tổ sẽ thấy được điều này, và chúng ta sẽ để thấp ở dưới để chúng ta cúng đúng 49 ngày là chúng ta sẽ dẹp cái bàn đó luôn. Và sau 49 ngày mới được gửi trong chùa. Hồi trước chúng tôi du di 21 ngày, nhưng mà có nhiều người phản hồi 21 ngày nó vẫn giờ nó quậy. Và từ lúc mà tôi chỉ lại cúng 49 ngày thì mới hết. Tại vì trong suốt 21 ngày cái tình mẹ con có nhiều khi không có thể hiện được. Và có nhiều lần như vậy cứ khởi tình mẹ con khởi không được, tới cuối cùng là khởi được. Và khởi được là coi như thành công. Thành công hay không là cái tình mẹ con được khởi lên trong lúc chúng ta đang cúng, đang đứng trước cái bàn linh đó. Một câu hỏi tiếp ở Đồng Hới, Quảng Bình. Con nghe bài giảng sư phụ về răng, con bị hô răng. Và hôm nay muốn phẫu thuật phải nhổ 4 cái răng số 4, cắt và đẩy hàm vào. Con đang ăn dưỡng sinh thì có nên phẫu thuật không ạ? Sư phụ cho con lời khuyên. Không biết hô cỡ nào. Cái hô quá thì tôi nhớ thì có bé cháu ở Bến Tre như hồi đó cũng cắt á. Cắt rồi nó gắn sao ngay lại đó. Chứ hồi đó nó cũng hô hô ra, tôi nói cái này cạp dừa ngon dữ lắm luôn á. Nhưng mà sao chứ lớn lên chứ làm cũng đẹp á. Mà hình như là cắt á. Có những người hô quá chắc là phải phẫu thuật. Quan trọng là cái gì? Cái nha sĩ nó có giỏi hay không á. Nếu mà không có tìm được nha sĩ thì nhắn tin xin cái số 0906258258, tôi sẽ cho địa chỉ để làm răng. Bây giờ tới câu hỏi mới của ngày hôm nay. Cái đó là mới trả nợ tháng rồi á. Và kính thưa sư phụ, các hương linh có quy y thì được về chùa Long Hương nghe pháp nghe kinh không ạ? Có được hộ pháp cho vào chùa không, hay chỉ có hương linh gửi vào chùa mới được vào chùa thôi ạ? Sao ta không biết quý vị có dẫn hương linh đi tới chùa được hay không mới là quan trọng. Cho nên nó trước khi đi mình có thể mà đốt nhang cái bàn linh mình mời đi. Và khi tới cổng chùa, cái này là một cái chuyện mà không biết người ta có tin hay không. Ai tin, tin không tin thôi. Mình không quan trọng, bây giờ mình nói là mình nói sự thật. Cái hồi tôi về đây mấy năm đầu, thì một cái thiền sinh mà đi ra cúng gì đó, ra đàn chẩn tế là chắc chắn là trong thiền viện không chấp nhận rồi. Nhưng mà tôi biết tôi phải làm cái gì cho cái ngôi chùa này. Thứ nhất là trước đây cứ mỗi năm đụng xe trước này 2-3 lần chết ngay cổng chùa. Có một lần đó, hả, là nó đụng ở xéo cổng chùa một chút nè. Quý vị thấy cái chuyện kinh khủng lắm nha. Nó chạy ở trên dốc thì nó chạy xuống. Bắt đầu hai xe nó đụng nhau. Mà cái thằng đó nó chung xuống cái cống là cách đó khoảng 7 mét á.
nó chung tọt trong đó đó và nó chết trong đó. Người ta không kéo cái thằng này nữa được luôn á. Rồi phải để chờ mời xe cạp gì đó, nó cạp xung quanh, nó gỡ cái cống nó mới mà kéo thằng này ra. Ai nhét nó vô tôi cũng không biết. Nhưng mà có nghĩa là dài dài ở khoảng này là người ta chết về tai nạn giao thông rất là nhiều. Thì tôi quyết định là mời quý thầy trong ban kinh sư cúng ra đàn chẩn tế. Đêm đó cái hành lang phía trước này, lúc đó tôi cũng làm bóng đèn. Và quý thầy trong cái đêm chẩn đó thì tôi có đi ra ngoài. Tôi không thể tưởng tượng là cái mối cánh đó, quý vị không tưởng tượng là mối cánh nó ùng từng cục to, có thể hàng triệu con mỗi một cục như vậy mà nó đầy hết nguyên cái lan can phía đằng trước đó. Mình tưởng tượng một cục thôi, một cục đó mà sáng hôm sau nó rụng cánh thôi, hay là nguyên một cái làng này nó thấy cái cánh nó bay, chứ đừng nói là khoảng mấy chục cục như vậy. Và không có mùi tanh hôi, chứ nếu mà con mối cánh nó lên cái đó nó tanh lắm. Tôi cũng đi vòng vòng tôi coi, tôi cũng rờ nữa, không bay, nhúc nhích vậy chứ không bay. Và rà vòng đó hết nguyên đêm đó, tôi đi hết chỗ nào có những cái cục ụ đó là tôi đều tới. Thì đương nhiên là mình cũng có tác ý riêng của mình. Nhưng mà sáng hôm sau một điều kỳ lạ là nó biến mất, không có một cái cánh mối nào rớt trong cái sân chùa này hết á. Thì không biết chuyện đó chuyện gì mình không có cần phải nói. Nhưng mà chuyện đó thì là chuyện ngoài, bắt đầu có một chuyện. Trong sớm trong có người nhập và tên tuổi người đó thì trong làng đó ai cũng biết. Nhập lên nói rồi ơi, ngày hôm qua ông thầy ông cúng quá trời quá đất, thiên hạ ăn quá trời quá đất luôn mà tôi đói. Tôi cứ mà lú đầu vô thì bị ông hộ pháp chụp đầu quăng ra. Cứ chung vô mộng hộ pháp bự lắm, ngồi ở cổng chùa lú đầu vô ông hộ pháp chụp đầu quăng ra khiến tôi ăn không có được. Thì như vậy là yêu cầu cái gia đình này nè. Yêu cầu gia đình này là giống như là lấy tên tuổi của người đó gửi vô chùa, và từ đó sau là họ được ăn. Thì muốn nói chuyện đó để nói chuyện gì? Muốn nói tới cái chuyện là những cái vong linh không phải quy y chùa Long Hương có ăn được hay không. Xin thưa là được, nhưng mà nếu chúng ta biết cách là chúng ta phải xin hộ pháp, giống như cái tờ giấy hướng dẫn cúng cái vong linh thai nhi á. Thì ngày đó giờ đó mình tới đây thì mình đứng ở cổng chùa trước khi vào, mình nói là hôm nay con có dẫn cái vong linh thai nhi này nè, con muốn vô chùa để cho nó học pháp, nó nghe kinh gì đó, và xin hộ pháp cho nó vào thì được vào. Theo tôi là như vậy đó. Ai tin những cái chuyện của người ta, nhưng mà tôi biết là chuyện này sẽ được. Hương linh mới mất chưa được 49 ngày mà người thân của họ mơ thấy họ về thì có phải là hương linh chưa đổi kiếp khác phải không? Chết cả trăm năm nhiều khi mình vẫn còn nằm mộng thấy mà. Cái mình nằm mộng mình thấy là cái tâm tưởng của mình, chứ cũng chưa chắc là vong linh về. Hiểu không? Cho nên là cũng không chắc là sinh hay là không sinh. Chuyện này là chưa rõ, là phải coi lại coi cái quá trình sống của cái người này, họ sống như thế nào. Họ có tạo tội hay không, hoặc là họ làm thiện như thế nào đó. Ở trong kinh là nói là nếu một người mà tạo tội cực thiện á, thì sau khi chết sanh về cõi trời vô sắc liền. Còn những người mà tạo tội cực ác á, thì ngay khi chết đọa địa ngục A Tỳ liền. Còn lại là họ sẽ mang thân trung ấm, mà thân trung ấm cứ 7 ngày thay đổi một lần, 77-49 ngày mới được thọ sanh. Thì trong vòng 49 ngày thì cái việc thọ sanh thì chưa biết. Một là sau khi người thân chúng ta mất, là giống như công kinh Đức Phật dạy là người thân trong nhà phải biết là tu thân rồi tu giới rồi tu tâm rồi tu tuệ rồi tu phước để hồi hướng cho hương linh đó. Thì có khi là hương linh nó sẽ được thăng cái bậc sinh tử, hoặc là được siêu thoát, hoặc là có thể được thọ thân sớm hơn, là tùy cái mức độ của người thân của chúng ta và tùy cái phước báo của cái người đó nữa. Và có một cái mẫu chuyện, chuyện này chúng ta cũng kể nghe cho nó vui về cái chuyện của người chết. Về cái người này tôi biết ở dưới Sà Vang, đây là một cái chuyện thật, ở Sà Vang, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu.
lúc mà sư huynh tôi là thầy Nhật Long còn trụ trì một cái chùa ở dưới huyện Châu Đức đó, thì có một ông đệ tử mà thầy đã dạy công phu cũng tương đối khá. Ông này bị bệnh đường ruột, đã mổ tới 6 lần rồi. Lần thứ 6 là không may lại và đường ruột đã để ra ngoài. Nhưng mà ông thu tốt lắm, cho nên là cái người mà gọi được đi tới thăm á thì ông thích. Ông nói trừ nhà cho vô, còn ông thích thì thôi. Gần như ông thấy được cái người tới ngoài. Thì như vậy là có một lần ông biểu diễn là đang nằm trên giường như mình liệt giường rồi, tự động ông làm cho báo bay xuống dưới đất, cái ông bay xuống ông nằm dưới đất. Và người ta sợ cái ruột để ngoài kiến bu cho nên khiêng lên. Ông nói tao xuống được, tao lên được, tao bay ra để ông bay lên. Như vậy tới họ ông chết. Không, trước khi ông chết, trước khi ông chết thì gia đình mới mời làm một cái lễ cầu an. Thì có ông thầy trụ trì ở cái chùa mình không có tiện nói tên, ông có tới ông trụng cầu an. Thì ông này không có chịu, tại vì ông biết ông thầy này tu dở hơn ổng cho nên cầu an không có ưa. Thì tới ngày ông chết, ông chết thì trong 49 ngày gia đình cũng cứ tới tuần thất là ôm lư hương đi cúng. Mà ngay tuần đầu tiên là ông xử liền chứ không có đợi tuần thứ hai đâu. Tuần đó thì gia đình đi hết vô chùa để cúng. Cúng thì khi đi về tới cái bàn thờ ổng là lư hương đồ lật hết rồi. Và gia đình mới dựng lư hương lên thì lật xuống, dựng lư hương lên lật xuống, dựng lư hương lên lật xuống, sợ quá mới điện thầy sư huynh của chúng tôi hỏi sư phụ ơi, cái chuyện kinh khủng quá chắc con bỏ nhà con đi luôn, cái gì thấy ghê quá. Ông nói sao đâu, việc kể tôi nghe coi. Thì gia đình kể như vậy, ông nói đơn giản bây giờ tụi bay là nghe là hồi sống nó đã không ưa cái ông thầy này rồi, nó biết thừa sức là ông thầy này công phu thua nó, mà tới hồi nó chết thì ông này có khả năng để cầu siêu nó đâu. Giả lại hồi sống thì nó đã có, giống như nó có thần thông, có nghĩa là cái chuyện mà nó không cần ai cầu siêu. Mà tại tụi bay ngu, tụi bay đi cầu siêu gắn chịu, bây giờ đốt nhang lại nó đi. Từ đây về sau là không rinh vô chùa đó để cầu siêu nữa, là để lư hương lại được. Thì rõ ràng là gia đình sớm nhau quỳ lại cái đốt nhang để lư hương lên được. Đây là một cái chuyện thật. Nên là những người tu họ có lực liền ngay từ ngay tuần đầu. Cho nên là mình nói lòng vòng để làm cái gì? Tức là ví dụ như cái hương linh mới mất này mà hồi còn sống á, quý vị nên nhớ này nha, hồi còn sống họ mến chùa, họ thích chùa chiền, hoặc là ít ra là họ không chống đối, thì quý vị đưa vô chùa cho mấy thầy tụng kinh cầu siêu thì có lợi ích. Nhưng mà hương linh mà không có ưa thầy chùa thì làm ơn làm phước đừng có đem vô chùa tụng kinh rồi kêu. Đây là một lời khuyên chân thành, thì họ không có nghe đâu. Và thật sự thì không có lợi ích cho họ luôn nữa. Nhiều khi họ sanh bực bội. Cho nên khi mà còn sống người đó có thiện ý đối với chùa thì chết có thể là nhờ quý thầy quý cô cầu siêu trong cái dịp 49 ngày hay là mỗi tuần thất gì đó thì chắc chắn là sẽ có lợi. Còn mà họ là tuyệt đối chống đối chùa chiền, mà nhất là cái chùa đó mà ông thầy trụ trì mà họ không ưa nữa là thua luôn rồi. Đừng có mang vô, không có lợi ích gì đâu. Tại sao các thiền viện và một số chùa làm lễ phóng sanh, một số chùa thì không? Vậy Phật tử hay đi phóng sanh có cần thiết và lợi ích gì không? Cái việc đi phóng sanh đó thì đương nhiên là có lợi ích, chứ không phải là không có. Thì có một số chùa họ có gọi là cái gì? Mỗi một chùa có một cách làm Phật sự khác nhau. Cho nên đừng có nói cái chùa này sao làm chuyện này mà chùa kia không làm. Thắc mắc này là không có đúng. Mỗi thầy nó có một cái kiến giải và cái cách làm Phật sự của mỗi thầy nó khác. Còn cái việc đi phóng sanh thì ai có điều kiện đi thì tốt, không có sao hết. Và ví dụ như tôi thường hay gặp những người mà bệnh nhân mà giai đoạn cuối, và tôi hay khuyên là phóng sanh rùa hơn là phóng sanh cá. Tôi có một cái khác, cái nhìn tôi nó khác hơn. Tức là gia đình nó phải đi kiếm những cái quán mà mấy cái nhà hàng mà người ta bắt rùa, bắt rắn để ăn thịt á, chuột mạng mấy con rùa đó.
chứ không phải đi mua mấy con rùa nó bán đầy ngoài chợ thì giá trị không có cao đâu. Cứu mạng mới nói chuyện. Thì như vậy là người ta chuẩn bị ăn thịt con rùa này, mình tới mua con rùa này, tức là mua được cái mạng của con rùa. Và không cần thiết là một lần 10 con, nhưng mà giá chót của tôi đưa ra là cũng phải 10 con, nhưng mà không phải là một ngày. Nhiều khi là mình đi đồng quê, mình gặp tháng sau mình mới gặp lần thứ hai, nhưng mà cũng cố gắng tìm. Thì như vậy là chúng ta chuộc mạng con rùa cái đã. Thì mỗi lần chúng ta đi phóng sanh thì nên đến những cái chỗ nào mà chúng ta đảm bảo mà chúng ta thả ra mà không bị bắt lại á. Thì hồi xưa tôi nhớ là tôi hay giới thiệu bà con đi lên cái chùa gì Nam Thiên Nhất Trụ ở Thủ Đức á, thả. Và khi thả con rùa thì mình giấy cũng không có gì rườm rà phức tạp lắm đâu. Tức là con bữa nay là con tên gì, tuổi gì, con xin thả cụ rùa và xin hồi hướng cho cái người bệnh nhân đó, đó là tên đó, tuổi đó, được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, kéo dài tuổi thọ. Đơn giản vậy thôi, rồi mình thả thôi, không cần gì phức tạp lắm. Còn cái việc phóng sanh cũng vậy, thì tùy mình. Mà làm sao mà liệu mình thả cá ra mà nó có thể sống được. Tức là thay vì cá người ta ăn thịt, cá nó có hai dạng, cá người ta bắt để phóng sanh và cá ăn thịt, hiểu không? Ở dưới miền Tây thì có những cái tàu bè nó cũng quen rồi, nó chiên bắt cá về để phóng sanh. Rồi có khi nó bán lận tấn, hai tấn. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta vô chợ mua những cái cá người ta bán ăn thịt á, để thả. Thì cái giá trị chuộc mạng nó lại lớn hơn là cá để phóng sanh. Thì mình, người ta mục đích để bắt cá phóng sanh mà, thì mua phóng sanh giá trị không có cao. Theo tôi là như vậy, cho nên là đó, mình gặp dọc con vật gì cũng được. Ví dụ như con chim bị người ta nhốt trong lòng chuẩn bị giết, chứ không phải nó đi bắt chim én nhốt nguyên một cái lòng rồi để đi tới chùa nó bán phóng sanh thì giá trị nó không có cao lắm đâu. Đương nhiên là mình thấy chim bị nhốt mình không nở thì mình mở lòng mình thả, thì đương nhiên có giá trị của nó. Nhưng mà đi chuột mạng thì theo tôi giá trị lớn hơn. Cho nên muốn thì vô chợ mua những con mà người ta chuẩn bị ăn thịt á. Cái điều phóng sanh con gì cũng được, chứ không nhất thiết là con cá, những con vật mà chúng ta thả để cho nó thoát chết, xem như chúng ta cứu được cái mạng đó. Thì cứu được cái mạng đó thì chúng ta có thể hồi hướng được cái việc mà bệnh tật của mình hay là cái gì đó, thì chúng ta hồi hướng. Những chùa và những Phật tử ăn chay mà không ăn gạo lứt và không biết phương pháp dưỡng sinh thì có ảnh hưởng gì đến việc tu tập và sức khỏe hay không? Này nếu mà nói thiệt ra thì hơi bị mít lòng quần chúng một chút, nhưng mà không nói thì tôi cũng khó chịu trong lòng. Thật ra gạo trắng dinh dưỡng rất là ít, vì cái màng bao, tức là cái lớp cám á, nói với lại những cái vitamin, những cái khoáng tố nó còn ở nơi đó, và nhất là cái mầm của hạt gạo, vitamin B1 rồi những cái khoáng chất magie, canxi, kali rồi nó có, rồi vitamin B6 nó cũng có. Thì như vậy là cho tới giờ phút này chúng tôi có một cái bảng hình như là có in để dưới cái sự phân chất của các nhà khoa học đã trải qua mấy mươi năm rồi, họ mới đưa ra cái bản kết luận về cái giá trị dinh dưỡng của màng bao gạo lứt. Rất là nhiều, nói rất là nhiều. Chúng ta đọc cái tờ giấy đó cũng mất phải nửa tiếng về cái cách phân tích của các nhà khoa học. Cho nên ăn gạo trắng thì lâu ngày chúng ta sẽ bị thiếu dinh dưỡng. Và một điều thiếu dinh dưỡng thứ hai nữa là cái cách trồng lúa bây giờ. Họ sử dụng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu quá. Trước nước như mình chúng ta nói về phân hóa học đi thì nó sẽ làm, nó chỉ cung cấp ví dụ như đạm, lân, kali để cho cây phát triển thôi. Nhưng mà đất nó sẽ bị chai, bị khô cằn, bị mất dinh dưỡng. Và đất mất dinh dưỡng thì cái cây mọc trên đất nó là không đủ dinh dưỡng. Ví dụ như bây giờ 1 kg gạo mà trồng bằng phân hóa học thì nó có nhiều nhất là 3.000-4.000 kg calorie thôi. Nhưng nếu cũng cái lúa đó mà người ta trồng bằng phân sinh học thì có khả năng lên tới 5 hoặc là 7.000 kg calorie. Tức là về dinh dưỡng, về năng lượng nó sẽ cao hơn khi sử dụng phân sinh học và phân hóa học vô cơ. Phân hữu cơ và phân vô cơ, mình nói dễ hiểu đi. Như vậy là
về mặt dinh dưỡng thì nó mất do chúng ta bỏ lớp cám. Cái mất dinh dưỡng thứ hai là đã trồng phân hóa học khiến cho cây bị mất dinh dưỡng nữa. Cho nên đó là một trong những nguyên nhân mà người ta bị thiếu chất, và thiếu chất nhiều ngày. Thiếu chất nhiều ngày nó mới dẫn tới cái chuyện bệnh tật. Vì vậy người ăn chay á, đáng lý là người ăn chay ít bệnh mới phải, nhưng bây giờ người ăn chay là bệnh nhiều. Vì thiếu chất, thiếu dinh dưỡng nhiều lắm. Nếu như mà chúng ta có duyên để chúng ta được ăn cơm lứt thay cơm trắng, thì mỗi bữa ăn nó sẽ cung cấp lại cái lượng dinh dưỡng, cái khoáng chất, cái vitamin cho cơ thể của mình. Và nếu được ăn gạo sạch một cái nữa thì chúng ta sẽ được an toàn hơn rất là nhiều. Tại vì bây giờ mà cái thuốc trừ sâu, trừ rầy bây giờ đa phần là nó có những cái loại kim loại nặng. Và kim loại nặng thì dẫn tới những cái bệnh nan y khó lường lắm. Ví dụ như chì, ví dụ như arsen, ví dụ như thạch tính là trong các cái thuốc trừ sâu của hóa học đều có. Và như vậy xịt thì cây cỏ nó hấp thu mạnh và chúng ta sẽ sử dụng cái đó, cho nên dẫn tới bệnh tật cho mình. Cho nên người ăn chay đáng lý là ít bệnh nhưng mà lại bệnh nhiều. Lý do là chúng ta ăn cái đồ thiếu dinh dưỡng thực sự, ngay cả rau củ. Từ năm 1976 thì Hiệp hội Dinh dưỡng của quốc tế họ đã lên tiếng về cái việc là cây, những cái rau củ và những cái sản phẩm nông nghiệp đã bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng rồi. Họ phân chất một củ cà rốt trước đó còn bản phân chất, và tới năm 1976 thì họ đem đi phân chất lại thì họ nói là còn có khoảng 30% dinh dưỡng trong các loại rau củ mà thôi. Và tới bây giờ thì không biết là còn bao nhiêu. Cho nên chúng ta ăn một cái lượng nhiều nhưng mà dinh dưỡng vẫn không có. Mà bây giờ mình còn bào bỏ cái lớp dinh dưỡng trong hạt gạo nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thiếu hụt. Do vậy mà thứ nhất là bây giờ cái loại rau để có thể cung cấp được dinh dưỡng, theo tôi biết là cái rau bà con thường ăn hồi nãy như mình dùng từ là rau bù ngót là một rồi nha. Cái cây chùm ngay là hai rồi nha. Cái thứ ba là rong biển, rong tảo biển là bốn rồi. Rong tảo biển bây giờ họ có sản xuất là cái loại tảo xoắn, loại tảo spirulina đó. Thì quý vị có thể uống cái tảo đó để có thể cung cấp cái khoáng chất, cái vitamin để bù đắp cái sự thiếu hụt lâu ngày của mình ăn gạo trắng. Thành ra là theo tôi thì nên bắt đầu tập ăn gạo lứt trở lại là tốt nhất. Cái thứ hai là mình gắn trồng được, không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu cho các loại rau củ của mình ăn. Và nhất là gạo thì nên chọn cái gạo mà không có phân hóa học và thuốc trừ sâu để đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Không phải là gần đây đâu mà tôi biết là từ xưa giờ tôi hướng dẫn cái cách ăn uống của rất là nhiều bệnh nhân. Tôi nhớ hồi xưa có một bà cụ, bà trị cái bệnh khối u ở ngực, lỡ miệng rồi, lỡ nhiều lắm. Và cái lúc đó thì tôi phải đi tuốt lên Định Quán, tôi mua, tôi dắt từng bao gạo về thì tôi chia cho bà cụ ăn, thì kết quả hay lắm là khối u nó gom lại nhỏ xíu rồi. Đến lúc tôi hết gạo và tôi cũng không đi tìm được thì bà mua gạo chợ bà ăn. Và ngày hôm sau thôi bà nói nó lỡ lầy cái miệng ra rồi thầy. Một bữa ăn cái gạo không sạch thôi là khối u nó đã lầy, nó chảy mũ, đau nhức trở lại rồi. Còn những người mà bị ung thư mà lại là gì, đi kiểm tra cái chỉ số ung thư nó xuống thấp nhưng mà ăn cái gạo không sạch một thời gian ngắn nó sẽ lên trở lại. Cho nên cái nguồn thực phẩm hết sức là quan trọng. Chúng ta phải nên tìm những cái tài liệu của khoa học để mình có được vững lòng tin và mình có được cái kiến thức vững vàng cho cái việc chọn lựa thức ăn của mình. Nhất là gạo nó là cái nền tảng thực sự rất là quan trọng cho từng bữa ăn một của mình. Ngay cả bây giờ, ví dụ chúng ta nuôi hai đứa trẻ trong nhà, quý vị thử biết liền á. Cho một đứa ăn gạo lứt, đứa ăn gạo trắng, tức là chúng ta có thể là kiểm tra sức khỏe, máu huyết đầy đủ, hai người ngang nhau, hai đứa nhỏ ngang nhau, chúng ta bắt đầu chia ra đứa ăn gạo lứt, đứa ăn gạo trắng, 3 tháng sau quý vị sẽ coi sức khỏe hai đứa này biết liền. 3 tháng thôi chứ không có lâu đâu.
thì đứa bé ăn gạo lứt nó sẽ có cái nội lực khác thường so với đứa ăn gạo trắng. Thì cái việc này có thể gì đó, các nhà khoa học cũng đã biết hết rồi. Nhưng mà vấn đề để thay đổi được, ví dụ như trên thế giới giờ họ đó bắt đầu họ khuyên mọi người ăn gạo lứt thay gạo trắng. Các nhà khoa học cũng đã khuyên chứ không phải mình đâu. Và thì họ khuyên một thời gian, họ kiểm tra thì thấy người dân có thể ăn thay gạo lứt thay gạo trắng thì cái số nó ít lắm, từ 5% cho tới bây giờ thì đã lên tới 20%. Một số người trên toàn cầu là họ đã sử dụng lần họ sử dụng cái gọi là cốc lõi toàn phần chứ không phải là dùng từ là gạo lứt. Ví dụ như là gạo mình ở nước mình là gạo lứt, nhưng mà nước ngoài lúa mì lứt, rồi lúa mạch lứt, rồi hắc mạch, kiều mạch lứt, vân vân. Tức là khi mà chúng ta đi các nước tiên tiến, chúng ta vẫn thấy họ làm bánh mì đen, bánh mì lứt. Họ đã bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Nhưng mà có điều là họ làm cứng, khó ăn. Cái khó là cái khó nấu, khó ăn, cho nên mọi người không có ăn dễ dàng. Còn nếu mà mình biết theo cái cách của chúng tôi hướng dẫn thì nấu ăn rất là mềm, và cái người khó tánh cũng có thể ăn được gạo lứt, và họ sẽ cảm nhận được cái ngon của nó thì mới có thể rủ người ta ăn được, mới thể thay đổi được, chứ nếu không là khó. Người ở Tiền Giang, Mỹ Nương Tiền Giang, theo như dân gian, những thức uống như là dâu tầm ăn ngâm đường phèn, tỏi cô đơn ngâm mật ong, trái quách ngâm đường phèn, chuối hột ngâm rượu là nước, và nước cơm rượu được cho là có lợi cho sức khỏe. Nhưng theo con nghĩ những món này rất là âm, vậy có thể từ 3 năm trở lên thì có dương quá và tốt lên không ạ? Cái trái quách có ai biết không ta? Quách này ở Hà Nội á, chứ còn trong Nam không có trái này. Tôi có dịp ăn trái này rồi, nó cũng chua chua. Nhưng mà đương nhiên đây là những cái bài của dân gian, thì nó có một cái giá trị của nó chứ không phải là không có đâu. Mỗi một cái bài đều có giá trị của nó, nhưng mà giá trị của nó không phải là cái gì phổ biến. Cho nên đó là nó cũng ví dụ như những người mà ăn mặn mà họ ngâm cái này á, họ ăn thì nó sẽ sao? Nó sẽ tốt, là vì cái này nó quá âm. Người ăn thịt, ăn cá nhiều quá nó dương, cho nên họ ăn cái này có kết quả. Còn người ăn chay á, mà ăn tất cả những thức ăn chay đều là những thức ăn âm hết rồi, mà mình lại ăn thức ăn âm nữa thì lại không có hiệu quả. Giống như trước mình có nói một cái lần cái bài gì, bài tỏi ngâm cồn, có nói rồi đúng không? Thì bất kỳ một cái bài thuốc nào chúng ta phải tìm cho ra tới cái nguồn gốc của nó. Thì cái bài tỏi ngâm cồn nó xuất phát từ Tây Tạng. Tây Tạng là một xứ lạnh. Cái thực phẩm mà sống được trên cái xứ lạnh là thực phẩm cực dương, và họ đã ăn cái thực phẩm đó lâu ngày rồi. Cho nên cái bệnh của người Tây Tạng là cái bệnh dương. Và xứ họ là xứ lạnh, còn xứ mình là xứ nóng. Và xứ nóng thì ngược lại thực phẩm chúng ta nó sẽ âm hơn, và chúng ta nhiễm bệnh là do chúng ta ăn thực phẩm âm nhiều. Thì bài này áp dụng cho người xứ lạnh thì có hiệu quả, mà áp dụng người xứ nóng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên có những bài thuốc dân gian chúng ta phải coi nó xuất phát từ đâu và lý do gì nó có bài này, thì chúng ta cũng phải coi mình có phù hợp với cái đó không để sử dụng. Chứ không phải là bài thuốc dân gian nào cũng đều có hiệu quả là không đúng. Thậm chí cả cái việc mà hút thuốc, bốc thuốc cũng vậy. Cũng đồng là cái bệnh thận. Nhưng mà ví dụ như một vị câu kỹ đi, một vị là Đỗ Trọng hay gì trong bài thuốc đó, thì người ta gặp trực tiếp bệnh nhân, thì như vậy là trong cái toa thuốc đó người ta có thể tăng lên bao nhiêu gram cho cái vị này, giảm bao nhiêu gram cho cái vị kia, do cái cơ địa của người này như thế đó, thì nó mới có hiệu quả cho từng bệnh nhân. Cho nên là sử dụng những bài thuốc dân gian là những cái bài cố định rồi, công thức đã cố định rồi, nhưng nó phải áp dụng cho ai thật sự đúng đối tượng thì mới có hiệu quả, chứ còn mà không đúng đối tượng thì sẽ không có hiệu quả đâu.
thì chúng ta phải dè dặt khi sử dụng tất cả những bài thuốc dân gian. Gần đây con nghe mọi người nói nhiều về ngày hội Long Hoa Đức Phật Di Lặc ra đời, kính xin sư phụ khai sáng giúp con hai vấn đề trên. Thật sự thì miền Tây đang nổi, phải nói là rất là nổi sóng, nổi gió về cái chuyện này gây gớm. Và cũng có một số người mà hôm trước chúng tôi cũng đã có nghe những cái đoạn clip của họ nói về cái việc mà Phật sắp sửa ra đời ở Châu Đốc rồi. Nhưng mà theo kinh chúng ta nói theo kinh, dựa theo kinh đi, đừng có nói lòng vòng. Thì Đức Phật nói là theo cái gọi là cái chiều mà giảm của loài người. Thì ví dụ như loài người đang trong cái thời điểm này là vẫn còn có người sống tới 100 tuổi. Và cái số đó thì rất là ít. Và nhân loại thì chúng ta đang ở cái thời khoảng 80 tuổi là cũng bây giờ nó bắt đầu rong rồi. Và nếu như theo cái chiều suy giảm của nhân loại là bắt đầu cứ 100 năm là người ta giảm xuống 1 tuổi là còn 79. Nếu mà bây giờ chúng ta định ngang 80 đi, thì 100 năm sau còn 78, 100 năm sau còn 77, 100 năm sau còn 76. Cứ như vậy mà loài người sụt giảm xuống tới còn chỉ có 10 tuổi là tuổi thọ cao nhất. Thì lúc đó là thiên tai, dịch quả xảy ra. Ví dụ như có nhiều khi chúng ta đang ngồi một luồng gió đọt thổi ngang chết hết liền tại chỗ. Tức là số người mà chết hàng loạt. Theo cái kiểu của dân miền Tây là 10 người chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình gì đó, cái kiểu dân gian đó đó. Thì cái việc này nó cũng gần giống như vậy. Tức là cái thời mà nó mặc vận luôn đó, tới cái lúc mà ai nói thiện thì sẽ bị phạt hoặc là bị giết. Hiểu không? Thì lúc đó mới có một vị Bồ Tát ra đời. Tức là nói thiện làm thiện là coi như là phạm tội, làm ác là coi như người đó lập công cho cái đất nước đó. Và mỗi một lần thiên tai thì chết rợp, chết rất là đông, với số người còn sống sót thì rất là ít. Và lúc đó mới bắt đầu có một vị Bồ Tát ra đời. Và vị Bồ Tát đó bắt đầu mới giáo hóa, mới giảng dạy. Thì cái dân cái xứ đó nó bắt đầu thay vì 100 năm sau nó sẽ tăng ngược lên tuổi, 100 năm trăng lên tuổi, 100 năm trăng lên tuổi. Cho tới khi mà nhân loại nó sống tới gì đó 84.000 tuổi, lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Theo kinh thì nói vậy, nhưng mà người thế gian đồn thì cái chuyện của người ta. Nhưng mà theo sự hiểu biết của chúng tôi là theo cái quy luật của vũ trụ thì ví dụ như một nước thì không có hai vua. Trong cái tam giới này không thể song song hai dòng pháp. Bây giờ dòng pháp của Đức Phật Thích Ca, nếu mà nhìn một cái tổng quát thì nó đang thời gì? Không có suy đâu à. Hồi xưa chỉ có một đất nước Ấn Độ thôi, bây giờ là toàn cầu rồi. Thấy chưa? Thì như vậy là nếu mà nhìn ở một góc độ nào đó thì cái dòng pháp Đức Phật đang thịnh là đúng hơn. Mặc dù cái người tu chứng nó ít thôi, nhưng mà pháp đang lan tràn. Và không phải một cái những người mà đi theo đạo Phật bình thường, mà những cái đạo giáo khác họ cũng tin tưởng và họ cũng học hỏi đạo Phật nữa. Thì như vậy là dòng pháp là đang thịnh. Và đang thịnh thì không lý do gì có một cái dòng pháp thứ hai ra đời trong cái thời điểm này. Bây giờ nếu lỡ như có ông Phật Di Lặc ra đời, ông dạy ông pháp khác thì chống lại cái dòng pháp Đức Phật Thích Ca là tôn giáo có một cái trận chiến rất là lớn. Nhưng mà thật sự chuyện đó không bao giờ có xảy ra. Cho nên đến một cái thời mà gọi là suy giảm hoàn toàn cái dòng pháp Đức Phật Thích Ca là không còn ai có thể được nghe kinh điển của Đức Phật Thích Ca nữa. Và thậm chí là trong thế gian này không còn nghe tên tuổi của Đức Phật Thích Ca nữa, thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Giống như nhân loại cách đây mấy ngàn năm thì không nghe tên ông Phật nữa đó. Kể từ khi mà Thái tử Tất Đạt Đa tu hành chứng thành Phật thì mới có một vị Phật ở cái cõi của mình. Và chúng ta vẫn còn niệm Nam Mô Di Bổn Sư, tức là ông thầy gốc ở trong cái cõi của mình. Chứ còn trước đó đâu có cái câu niệm Phật nào khác đâu. Thì đến khi mà có cái kinh điển của Đức Phật thì Đức Phật mới giới thiệu là Đức Phật ở cõi này, Đức Phật giới thiệu là có một cái vị ở cõi kia. Đó là lời giới thiệu của Đức Phật thôi. Chứ còn sự thật thì
ở cái cõi người của mình. Trong lịch sử nhân loại hiện tại thì chỉ biết có một Đức Phật Thích Ca. Và đương nhiên là Đức Phật Thích Ca cũng nói Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời ở Hội Long Hoa. Và Hội Long Hoa đó thì không phải là miền Tây đâu. Hội Long Hoa là chỗ khác. À, đương nhiên là nó có những cái sóng truyền, đương nhiên là nó có những cái điều linh hiển gì gì đó xảy ra ở cái đất miền Tây sau này. Nhưng mà chuyện đó thì chưa có cái gì để có gọi là thực chứng, chúng ta cũng đừng có dội tình. Thì cái việc tu tập nói để chi, để gọi là sách tấn nhau tu tập thì đó là cái việc hay, theo chúng tôi là cái việc hay. Nhưng mà quả đoán là Đức Phật Di Lặc phải ra đời ở cái đất nước của mình thì đó cũng là cái chuyện cầu may của mình, cầu cho có Phật ra đời ở đất nước của mình. Nhưng mà không biết là có ra hay không thì chưa biết được. Nếu mà một vị Bồ Tát nào có thể xuất hiện để giáo hóa thì có thể chấp nhận, nhưng mà vị đó phải học và ngộ đạo ở trong dòng pháp của Đức Phật Thích Ca thì đúng với quy luật của vũ trụ. Còn nếu một người mà ngộ đạo không phải theo học cái dòng pháp của Đức Phật Thích Ca thì phải coi lại. Không thể có một đất nước có hai vua, chúng ta phải nên nhớ điều này, thì không thể có hai dòng pháp trong một cõi. Cho nên nói về Đức Phật Di Lặc ra đời là phải đợi khi nào mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến mất rồi. Trong cõi nhân gian này không còn nghe nói tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và không còn học pháp có thể tu tập gì được á, thì lúc đó chúng ta mới hy vọng và chờ đợi. Vị Bồ Tát nó phải giáo hóa cho tuổi thọ của cái cõi này nó tăng lên đến một mức độ nào đó thì Phật Di Lặc mới ra đời. Đó là cái cách mà nói của Đức Phật ở trong kinh rồi. Cho nên là chúng ta phải xem xét lại những cái lý luận này. Người này ở Thủ Đức, Quỳnh Quốc Tuấn. Thưa Thầy, những điều căn bản của người Phật tử tu tại gia như con, xin Thầy từ bi chỉ dạy những điều căn bản như Phật tử tại gia như con phải tu như thế nào, từ sinh hoạt gia đình cho đến công phu tu tập, để những người như chúng con có thể được giác ngộ giải thoát. Cái này là phải nói nguyên một cái bài dài mấy tiếng đồng hồ luôn đó, thì mới nói hết được cái căn bản tu hành của một người Phật tử. Thì hẹn là chúng tôi sẽ giảng một cái bài sau. Nhưng mà trước mắt quý vị có thể đi vào nghe những cái bài cơ bản chúng tôi có giảng là Bát Đại Nhân Giác nè, bài Kinh Thập Thiện. Và khi nghe những bài đó rồi lần lần chúng ta sẽ nghe một số bài khác để chúng ta sẽ có một cái hiểu biết. Đương nhiên là mình muốn làm đúng là mình phải thấy đúng. Còn mình thấy không đúng thì mình có cố gắng làm cỡ nào nó cũng sai. Thành ra cái điều đầu tiên là tất cả những người Phật tử cần phải có kiến giải chân chánh đối với Đạo Phật. Thì khởi đầu là chúng ta có thể nghe những cái bản đó rồi lần lần chúng ta nghiên cứu sâu hơn. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ có được, đến một cái ngày nào đó mình có được kiến giải chân chánh rồi thì những cái điều mà căn bản để tu tập chúng ta sẽ nắm rất là vững. Còn không là chúng ta sẽ giảng một cái đề tài chuyên về cái câu hỏi này. Người tên là Trần Trang. Con bị ung thư tuyến giáp thể tủy giai đoạn 1, đã cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp và hạch ở cái vùng 6. Không có hóa trị và xạ trị. Con xin Thầy hướng dẫn cách để trị bệnh. Bây giờ hướng dẫn trị bệnh riêng thì quý vị nên liên hệ cái số 084-7979-258 dùm ha. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin Thầy cho con hỏi là con trai con 10 tháng tuổi bị bệnh đường ruột, ăn gì vào bị đi ngoài toàn nước. Thầy con xin bài thuốc để trị bệnh cho con của con. Cái này thứ nhất là cũng phải hỏi lại là cho nó ăn cái gì lâu nay. Mà đứa bé bệnh đường ruột là nguyên nhân sẽ bệnh rất là nhiều chứng bệnh khác. Bệnh đường ruột là nguyên nhân sanh 1001 chứng bệnh nan y sau này. Cho nên người nào đã bị bệnh đường ruột là phải gấp rút để chữa đi. Nếu như mà đưa được tới để chúng tôi coi là tốt nhất, từ Kum Tum xuống đây chắc là cũng không có xa lắm. Nên đưa về chùa, chứ còn không thấy thì không thể nói gì được. Nhưng mà trước mắt là thứ nhất là cái đồ lạnh không được ăn, không được uống lạnh. Thứ hai là đồ sống không được ăn, không được uống đồ sống nữa. Thứ ba là đồ béo không nên ăn uống. Thì những người tiêu chảy mà ăn đồ béo là toàn
hoàn toàn không tốt, cho nên tất cả các loại sữa béo bây giờ phải ngưng liền tức khắc đi. Và nên ăn khô và uống ít. Thì cái này chịu khó nghe trong cái loạt bài sức khỏe và hạnh phúc. Còn hôm nào dẫn xuống đây được thì nên dẫn xuống tốt hơn. Thưa Thầy, cho con hỏi là trước kia con đã bị tê tay phải trầm trọng. Sau khi tập yoga một thời gian thì đã đỡ. Sau con nghỉ vì chưa tập lại được. Sau khi ăn uống theo phương pháp thực dưỡng, cơ thể của con khỏe ra nhiều. Con của con bú mẹ cũng không có bệnh vặt nữa. Con đã giảm từ 59kg về 52kg, da đẹp hơn. Cuộc sống thấy buông được nhiều thứ. Hiện tại con đã gieo duyên trợ giúp các bạn nuôi con nhỏ, thay đổi ăn uống, con khỏe mạnh vượt qua những bệnh tật phổ thông cả nước rất là nhiều. Nhưng cái tay con dạo này vừa rồi tê nặng hơn, con cũng tự phán đoán điều chỉnh bớt mặn, tăng thêm nước một chút và tập nhai mỗi buổi sáng một nhúm gạo lứt nửa tiếng thì thấy cũng cải thiện trẻ tay rất là nhiều. Thầy cho con biết con cần phải làm gì thêm để cải thiện tình trạng này. Có phải con chưa nhai kỹ nên thiếu đường không? Hiện tại con đang duy trì sáng chỉ nhai 1-3 miếng gạo, trưa uống bột ngũ cốc, tối ăn cơm trắng hoặc lửa hoặc mì, thịt cá rất ít. Nhưng con bốn chân hầu như con không ăn, con chưa ăn chay được hẳn vì còn cần giữ hòa khí của gia đình. Ngày nào con ăn chay được thì thấy tuyệt lắm ạ. Con thường xuyên nghe bài giảng của Thầy để tích lũy kinh nghiệm. Đương nhiên những cái bệnh tê tay, tê chân là do khí huyết chúng ta không lưu thông. Mà khí huyết không lưu thông, một là chúng ta đồ ăn, ăn đồ âm, hai là ăn đồ béo, thứ ba là ăn uống lạnh. Thì nên thường xuyên ăn, thứ nhất là tương tỏi, và tập nhai cơm lứt muối mè. Và tốt nhất là nên tập thêm cái bài tập thể dục dưỡng sinh đó. Bài tập thể dục dưỡng sinh là mỗi sáng trên cái trang YouTube chúng ta có phát 5 giờ, quý vị nên coi tập theo. Hồi nãy mình nói rồi, có người bị tê tay mười mấy, 20 năm mà tập trong vòng mấy ngày có kết quả đó. Cho con hỏi câu thứ nhất là bóng đè là như thế nào ạ? Nguyên nhân và cách phòng tránh. Không biết có bóng đè thiệt hay không? Có không? Theo cái gì có? Thật ra cái lúc mà chúng ta ngủ, chúng ta có cảm giác bóng đè là mình la không được, rồi mình giải dụa cũng không được luôn. Thì bây giờ chúng ta kể một câu chuyện thiền nghe, chắc có lẽ là biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này là chuyện thật nha. Hồi tôi còn ở thiền viện, có một sư cô ở Thất cũng gần bên thiền viện. Cứ mỗi lần cô ngồi thiền là cô thấy có một bóng đen nó hiện ra ngay bên phải cô như vậy. Cô cứ quán nó thành không, quán như quyển, quán tùm lum mà không hết. Bữa đó là cũng may phước là cô chuẩn bị cái đèn pin. Chứ không biết chuẩn bị giao bố chuyện gì xảy ra không biết. Bữa đó hả, là đang ngồi thiền cái bóng đen hiện ra, cô cũng nắm đèn pin sẵn rồi. Nắm nhắm ngay giữa trán cô đập một cái bóp. Nghe cái bóp rõ ràng luôn á. Cái cô hét lên tiếng, cô khóc, người ta chạy ra thì cái đầu gối cô nó sưng bự. Đó là chuyện thiệt á, chuyện này không phải chuyện quá khứ mà cũng thời gian gần đây thôi à. Như vậy là cổ còn có bình tĩnh trong lúc đang ngồi thiền để đập bằng cái đèn pin. Nhưng thật sự tôi cũng nhiều lần tôi bị cái trường hợp này lắm. Hồi nhỏ chứ còn người sau khi đi tu rồi hết rồi. Không phải đi tu ma trốn nó không đè mình, không phải như vậy. Có nhiều người nói là nằm dưới cây xiên nhà nó bị trường hợp đó, rồi né né cây xiên nhà nó sẽ hết. Cũng nhiều cái trong dân gian, nhưng mà tôi biết chuyện này là chuyện là do cơ thể mình ăn uống nó không có được tốt, rồi máu huyết mà nó không lưu thông nó mới sanh ảo mộng, ảo giác thôi. Theo cái nhìn tôi là vậy, chứ còn tôi không có thực sự khẳng định là có ma đè mình.
Và tôi hoàn toàn cũng không tin điều này. Tại vì sau khi mà trước khi tôi đi tu thì tôi đã ăn được cái cơm lớp rồi. Và trong giai đoạn đó thì hoàn toàn biến mất. Không có nữa, chứ hồi nhỏ hay bị là tại vì mỗi lần xin thưa là tôi ăn trái cây thì ăn có khi là khỏi ăn cơm. Uống nước đá thì thôi khỏi chơi rồi. Ăn chè thì cũng mấy tô. Cho nên nằm mộng là chắc rồi, bị bóng đè là sẽ là không thể tránh được. Do đó là nếu như trường hợp này là chúng ta phải không ăn đồ âm, không uống nước lạnh, không ăn đồ sống nữa thì cái chuyện này nó sẽ hết thôi. Những người lao động làm việc rất là khát nước và ra mồ hôi, lúc đó nếu uống nước đá thì rất đã, nhưng sau đó lại mệt. Vậy thầy cho con hỏi lúc nóng khát đó thì nên uống gì cho giải khát? Chuyện mới hôm qua thôi, tôi đi công việc gấp cho nên không mang nước của mình đi theo. Và xin thưa là tôi uống cái loại nước khoáng, những nước mà cũng có tiếng tăm á. Thì uống xong ngay khi đó là tôi bị khô cổ. Khô cổ chứ không phải là nó khát nước nha. Thành ra những cái nước khoáng mà nó được sử dụng tia cực tím, tức là nước nó đã chết, những cái khoáng trong đó nó không còn nữa, thành ra nước cứng, cái nước gọi là nước cứng. Mặc dù là được công nhận nó là nước tốt trên thị trường á, nhưng mà vẫn có cảm giác sau khi uống bị khô cổ. Còn nước đá thì ý muốn nói là nó đã uống nước như vậy nữa ảnh hưởng rồi, uống tới nước đá thì là còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Cái này mình nói nhiều bài lắm rồi. Nước đá là nó khi nó đông thành đá là nhiêu, âm 5 độ nó mới đông thành một khối, khi nó tan ra là nó 0 độ. Cơ thể chúng ta nhiêu? 37 độ, 36 rưỡi cho tới 37. Thì như vậy là chúng ta uống một hớp nước đá thì nó hạ nhiệt độ cơ thể một cách đột ngột từ thực quản cho tới bao tử. Phải dùng cái từ là hạ nhiệt độ đột ngột, tại lạnh đi tới đâu là nhiệt độ nó bị... Đương nhiên là cơ thể chúng ta nó sẽ cân bằng nhưng mà nó không kịp. Mới hớp một hớp rồi nó xuống bao tử răng lạnh mới có 0 độ, mới lên có 5-3 độ cái hớp một hớp thứ hai. Và cái độ lạnh này nó đủ cuốn cái chất nhầy từ thực quản tới bao tử cho nên sẽ rất là nguy hiểm sau này. Cho nên là tốt nhất là nên uống nước ngang bằng cái nhiệt độ cơ thể chứ đừng bao giờ uống nước lạnh. Còn bây giờ uống nước để mà không có khát thì trong cái dưỡng sinh mình rất là nhiều. Những cái loại trà đậu đỏ, trà gạo lứt, trà văn cha của mình. Và quý vị uống nóng thế vậy chứ mà đã khác, uống lạnh không đã khác, uống nóng nó sẽ đã khác. Và muốn cho nó đã khác nữa thì làm sao? Ngậm. Hớp hớp chúng ta ngậm. Và chúng ta ngậm lâu chừng nào thì sẽ không có nhu cầu khát nước chừng đó. Quý vị thử ngậm càng lâu đi rồi quý vị sẽ thấy điều này. Bị viêm xoang lâu năm, cơ địa hay nổi giác lên nhìn như mày đai, rồi tự lặn, kiểu như chạy khắp cơ thể, như lòng bàn tay, bàn chân nổi đỏ và ngứa. Thời tiết nóng quá làm việc ra mồ hôi cũng nổi mẩn đỏ và ở cổ, lưng, chân, tay ngứa, rồi để vậy một lúc sau tự hết ngứa, kiểu như ngứa hết vậy à. Có lúc nghe mỏi hai tay, bắp đùi vân vân, thỉnh thoảng nghe đeo. Này câu hỏi riêng thì đại khái là có những cái này có thể chung, tức là những người bị nổi về đây, bị nổi mẩn ngứa như thế này thì chắc chắn là cơ thể không có sạch, nhất là gan của chúng ta không sạch, thì nên uống cái huệ đà lọc gan một đoạn đi. Còn trong trường hợp mà đang nổi về đây, quý vị có biết cái lá cây đinh lăng không ta? Đang lúc nổi về đây chúng ta hốt mấy nắm lá đinh lăng non, chúng ta dò cho dập sát lên là nó sẽ hết. Có một cái bài mà bài này thì nó đụng chạm tới động vật thì, nhưng mà vẫn chỉ đi, có những cái trường hợp mà nó quá thì chúng ta cũng phải chạm tới. Cũng là chuyện thật, hồi xưa tôi còn nhỏ lắm. Và lúc đó là đi gì? Đi vòng vòng xóm bán mắm cá cơm. Thì có người hất hả cải chạy đi kiếm má tôi, tại vì má tôi biết rất là nhiều cái bài thuốc. Thì hai vợ chồng có một đứa con tự dưng nó nổi bề đai mà không phải một chỗ, nó nổi tới mức độ tím người, nó cứng tay cứng chân hết rồi.
chuyện này là không có đụng tới sinh mạng chúng sanh là không có được. Kêu má từ tới, má từ xô mấy cái lu nước á, kêu xô lật mấy lu nước lên để làm gì phải không? Bắt con cóc. Con cóc không có giết đâu, không cần phải giết. Tức là bây giờ mình nấu một thao nước khoảng 2 lít, rồi bỏ vào trong đó 2 muỗng canh rượu trắng, xong rồi chích cái chân con cóc ấy, nhỏ vào đó khoảng 10 giọt máu con cóc thôi. Tức là đứa nhỏ nó chết cứng luôn rồi đó, chứ không phải nổi về ra tới mức độ chết cứng đó nha. Thì chúng ta nhúng cái khăn đó lao, lao tới đâu nó trắng da tới đó, quý vị tin không? Y như chuyện huyền thoại, lao vừa hết mình nó, cái nó khờ thở cái khì cái nó cười được. Nên biết cái bài này có những người bị cái trường hợp về đây đó là kinh khủng á, về đây nặng á. Ở sẵn đây chúng ta nói một cái bài, cái mùa này là cái mùa mà gì nổi ghẻ nhiều đúng không? Người lớn người nhỏ bị nổi ghẻ. Thì quý vị bây giờ chắc mai mốt tôi bán lại cái lá trà, còn bây giờ đang trà túi lọc, ai mà ăn đang có lúc này thì cứ lấy trà túi lọc đó về nấu nước tắm là hết. Đơn giản, không có gì gườm rà rắc rối. Tắm nước trà là da nó đẹp nữa. Có thằng bé kia nó nổi sải quá trời, chụp hình cho tôi coi, nó hỏi nhà có lá trà không. Nó nói là cũng may là hôm trước con mua mấy bịch á, nay xài chưa hết. Tôi nói giờ lấy ra nấu tắm đi. Nó nói giống như là cái chuyện huyền thoại, thầy ơi, con mới tắm một bữa một thôi là nó xuống 50%, con tắm thêm bữa chiều nữa là tối đứa nhỏ ngủ hết gãi rồi, qua ngày hôm sau tắm 2 lần nữa là sạch luôn, da đẹp trở lại. Lá trà của mình, lá trà già đó, lá trà sang thuyết của mình, lá trà suối vàng của mình đó. Nhưng mà tôi mới bắt đầu chuẩn bị cho bán lá trà lại, còn bây giờ nó là cái trà túi lọc. Trà túi lọc đó thì chúng ta một người tắm chắc cũng khoảng là 4 gói á. 4 gói mà như đứa nít thì nấu 2 lít nước là đủ tắm rồi. 4 gói 2 lít nước là đậm lắm á. Và chỉ cần tắm 4 lần như vậy là hết rồi. Tại vì cái mùa này mùa hè gom sải nó hay nổi thì nên tắm cái đó đi. Một câu hỏi nữa là bài hướng dẫn trực tiếp cái cách cái gì đó xa trường thông bách hội để chúng con được thực hành theo phương pháp này. Cái này sao ta? Cái này tập cái bài đập lưng cho nó thông khí đi. Còn cái vụ mà thông bách hội thì nó là một cái chuyện khác rồi. Cũng dài, nếu mà phải có một cái dịp hướng dẫn ấy. Hình như là có một cái bài nói hôm trước rồi là phải á. Người ăn bột sắn thanh lọc và ngồi thiền trùm mền cho ra mồ hôi thì cái này hôm trước có nói rồi. Môi hồng nhưng rất bị bóc da và nứt, tạo thành nhiều rãnh nhỏ cho dù là mùa hè hay mùa đông. Có cách để cải thiện không thưa thầy? Và môi như vậy thì có cải ánh như thế nào? Ví dụ có hai vị tróc da không? Cái này thường xuyên là do chúng ta ăn cái gì nó nóng quá. Môi trên là bao tử, môi dưới là đường ruột. Môi hồng là có nghĩa là cái môi chúng ta tốt rồi, nhưng mà lâu lâu chúng ta ăn cái gì nó mới bị. Thì như vậy là muốn cải thiện cái này là sao? Đơn giản là uống sắn dây mỗi tối. Thử đi, cái vụ này sẽ hết. Nếu mà nóng quá thì uống thêm lần buổi sáng nữa. Tại môi đang hồng là tuyệt vời rồi. Nhưng mà do ăn thức ăn không tốt, nó nóng, nó bị lột, bị dột da. Thì uống một sáng dây thôi, uống liền sau bữa ăn đó. Hoặc là tối chúng ta uống lần, sáng uống lần là hết cái chuyện đó đó. Vùng nách trước thì hay nhổ cạo nên giờ da dùng nách rất là tệ. Thầy cho con hỏi còn cách nào giúp cải thiện lại giảm số lượng lông mọc hay không? Ví dụ lông nách là tôi bí thiệt á nha, bây giờ mua thuốc sức hay gì chứ còn nói làm cho lông nách mà không mọc là tôi đó giờ tôi chưa biết á. Nhưng mà tôi biết là lông mặt không mọc là tôi có cách. Tôi nghĩ là lông nách chắc được á. Để có làm bằng cách nào qua này để nhớ là cái bài này coi. Lâu quá rồi không đụng tới. À cái cám á. Cái cám trà lúa ha, cám trà lúa. Chúng ta để cái tô dưới nha, để tô dưới. Cái này đã học lâu quá rồi bây giờ mới nhớ ra, không biết bao nhiêu năm rồi. Rồi cái chúng ta úp cái rây á.
cái rây bằng bằng gì đó, bằng 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 sắt, bằng inox gì cũng được, chúng ta úp xong cái chúng ta để cám lên trên, cái chúng ta đốt cám đó, thấy chưa? Thì cái cám đó nó sẽ cái cháy mà nó rớt ở trong cái nó rớt trong tô á, thì dùng cái đó mà thoa mặt nó sẽ rụng lông mặt, không cần đi 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 xe nó đau lắm. Cái bài này học lâu lắm rồi. Hay lắm à, cái này khỏi đi mỹ viện á. Mô Phật, con chào thầy, con hỏi về sức khỏe, con muốn xin được thầy giải đáp. Năm nay con 19 tuổi, trong vòng 4 đến 5 năm nay con có mùi mồ hôi rất khó chịu, đặc biệt là hôi nách, và con hay bị nhiệt miệng. Vậy xin thầy giải đáp giúp con vì sao vậy, và xin thầy hướng dẫn cách điều trị. Cái bài này như có nói rồi đó. Thật sự mà cái mồ hôi, chúng ta ra hôi là xuất phát từ cái cơ địa. Chúng ta đã ăn uống một cái thời gian nó không tốt rồi, thì bây giờ trở lại là ăn uống cân bằng âm dương lại. Hoặc là tốt nhất nên theo cái này, theo như tôi đó, là nên ăn bột sắn dây thanh lọc 3 tuần cho tới 4 tuần. Sau đó ăn số 7 một tháng, là kèm theo một cái nữa là hồi xưa cái này tôi chỉ là ăn số 7 không thôi nha. Cái con giấm nuôi biết không? Con giấm nuôi nè, kẹp nách, kẹp nách lần tới 2 tiếng một hồ lần rồi nha. Và quý vị kẹp có thể 3 lần tới 4 lần nó hết luôn á. Cái vụ hôi nách đó hay lắm. Nhưng mà nên thanh lọc để làm cho cơ thể mình nó sạch cái nè. Thanh lọc một kháng dây xong rồi ăn sẽ quẩy được một tháng là thôi. Chứ còn phụ nữ mà bị hôi nách là khiếu chọ lắm đó nha. Còn vụ diệt miệng thì ăn sáng dây mỗi đêm là được rồi. Vậy là chiều nay chúng ta sẽ trả lời tiếp ha. Còn nhiều câu hỏi lắm. Đọc một câu chuyện cho vui vui đi rồi nghỉ. Đọc cái nào trước hơn này đi. Trước khi đọc tên người này ra, tại giờ họ cũng cho luôn tên tuổi luôn. Trần Văn Thu, sinh năm 1984 ở Vĩnh Phúc. Số điện thoại là 0372 999 008. Cai nghiện ma túy bằng phương pháp dưỡng sinh đã khỏi bệnh. Con Trần Văn Thu kính gửi thầy chùa Long Hương. Con xin được viết đơn dài dòng về con đường con đến chùa Long Hương. Con nhớ không lầm, vào tháng 9 năm 2018, con có nói chùa mình có thầy Thích Tuệ Hải chữa bệnh nghiện. Con là người miền Bắc. Thầy biết không, khi con quyết định đến chùa mình cũng là lúc con không còn đường nào để đi nữa. Con đã chơi ma túy từ năm 2006, đến thời điểm đó hơn 10 năm. Đi vào con đường đầy tội lỗi, mất tiền bạc, mất sự nghiệp, mất gia đình, và mất quan trọng nhất là trong kiếp làm người là mất đi sức khỏe và ý chí. Và con đã tìm đến chùa, có duyên được gặp thầy và sư phụ là một buổi trưa ở tháng 9 2019. Con đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, không có người quen, không họ hàng. Trên tay chỉ còn một chiếc điện thoại và chút tiền. Con hỏi thăm mãi mới tìm tới chùa. Và buổi xế chiều ngày Chủ Nhật, con hoang mang không biết gặp ai, vì đây là lần đầu tiên con đến ngôi chùa to như vậy. Lúc đó con mệt lắm, và đã một ngày trôi qua con không sử dụng ma túy rồi. Con vào khánh của chùa mình ngồi, và giữa một góc rất là nhiều người đến chữa bệnh. Con hỏi thăm để gặp sư phụ, nhưng mọi người nói gặp sư phụ khó lắm. Anh chị vào đây cả nửa tháng rồi mà chưa được gặp thầy. Đã hoang mang lo lắng lại càng thêm hoang mang lo lắng hơn. Con rút điện thoại ra điện thoại cho sư phụ, nhưng sư phụ không bắt máy. Rồi con hỏi mãi, lúc đó cũng gần tới, có một anh tốt bụng bảo con, cô mua có vé chưa? Con hỏi lại anh là vé gì cả. Anh bảo là khám bệnh là đưa cho con một vé, rồi dẫn con đi cùng vào gặp thầy. Con đã nói chuyện với thầy, khi thầy nói con đã dần dần được trấn an vì con muốn tu hơn.
thầy nói thầy số ghi hồ sơ bệnh của con ở đây, nếu tuần sau sư phụ sẽ phân loại bệnh nặng nhẹ mà có được gặp hay không, nên vẫn phải chờ một tối hôm đó con thức trắng đêm đau vật vã, khi đó có một mình rồi tủi nhục, vừa đau vừa khóc, nhưng con cố gắng gạt nước mắt vào trong để được gặp thầy và sư phụ, hy vọng sẽ được chữa bệnh những vết thương cả thể chất vẫn tinh thần. Và rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi đến chủ nhật, đều đến mỗi ngày con đều vào chùa ăn cơm, nghe thầy thuyết pháp. Con háo hức nhất là đến hôm chủ nhật dậy rất sớm lên chùa, vừa háo hức vừa lo lắng, không biết là trong danh sách những người khám chữa bệnh tuần này có tên mình không. Con xếp hàng và chờ, và sau Trần Văn Thu đã xông lên, con sung sướng và khóc, cuối cùng chờ đã đến lượt của mình vào gặp sư phụ. Đây là lần đầu tiên con gặp sư phụ, con ngạc nhiên, trong thâm tâm con nghĩ thầy rất là nghiêm khắc và khó gần, nhưng khác hẳn với suy nghĩ của con. Trước đó sư phụ là một cái người đầy năng lượng và từ bi, con nhìn thấy hào quang trên mặt sư phụ. Và con kể cho sư phụ nghe về con đường nghiện ngập sử dụng ma túy hơn 10 năm của mình để sư phụ chữa. Sẽ rất là nhiều người lắm, và sư phụ kê cho con một cái bài thức ăn mà nếu theo trừng tây thì phải mổ não con ra và chữa được. Nhưng sư phụ chỉ bảo con chỉ cần ăn uống không đúng, đúng theo sư phụ chỉ dẫn, sau này khỏi hoàn toàn. Tôi vui mừng và hớn hở đặt thuốc gạo mè tương tamari, bột sắn, đậu đen, đậu đỏ, gạo lứt, và tôi không tiền chi mua được những loại ít. Rồi sau đó con đặt vé ngay để trở về ngoài Bắc tìm người hỗ trợ điều trị bệnh, và đặt mua số lượng thức ăn và thuốc thang của công ty Quy Nguyên. Bài thuốc đó con vẫn nhớ như in. Sáng ăn cháo gạo lứt xay gạo lứt bằng nước xay lá dứa thơm, ăn cùng với lạc và cùng với nấm tai mèo, ngoài Bắc gọi là mộc nhĩ, cùng với tương miso. Sáng nấu nước gừng, dắt lấy nước đắp lên cái chỗ tuyến yên ở đầu và ăn. Tối ăn cơm gạo lứt muối mè, ăn một sắn dây. Mọi người phản đối lắm, bảo con bị điên, nhưng con không nói gì cả vì con có lòng tin. Và đến hôm nay con đã trở lại bình thường, sức khỏe tốt, công việc dần dần tốt lên. Hiện nay con đã làm giám đốc vùng của một công ty cổ phần Intoc Group gì đó. Con biết ơn thầy và sư phụ nhiều lắm. Con ở một nơi xa nhưng luôn cầu mong thầy và sư phụ luôn mạnh khỏe và bình an. Con viết cái dòng này muốn nhắn nhủ tới những cái người đã từng lầm lỗi giống như con, hãy cố gắng vượt qua giới hạn bản thân, không còn gì là muộn cả. Ngay hôm nay tại nơi này hãy nói không với ma túy. Con xin dừng bút ạ. Có cơ hội nhất định con sẽ trở lại thăm thầy và sư phụ. Con xin cảm ơn. Trần Văn Thu, Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5, 2020. Tôi thì từ trước giờ tôi có nói là tôi cai nghiện được, nhưng mà tại vì không có cái gì để chứng minh, thì hôm nay là có người để chứng minh được, mà không phải một người đâu, rất là nhiều. Chỉ có điều là số người họ hết, họ không có đủ can đảm để viết giấy, nhưng mà ông này là viết luôn, có số điện thoại luôn. Nếu ai muốn, những người nghiện á, mà muốn có cái sự sách tấn của người đã có hiệu quả thì liên hệ cái số này. Và chúng ta bắt đầu thực sự cai nghiện không có khó, cái này rất là dễ làm, nhưng phải mất thời gian. Chúng tôi nhớ là cái này cũng năm mấy tôi chưa tìm lại được cái số điện thoại của một cái ông. Ông vô tới đây, ông còn ngày ngật, không có tỉnh. Vợ áp tải với đứa con áp tải vô đây. Và chưa đầy một tuần ông tỉnh lại. Và cũng vật vã mấy ngày, tôi nói gia đình chuẩn bị dây để cột tay cột chân ông.
Nhưng mà cũng may là khi mà nó lên cơn nghiện, ổng không có quậy, thành ra là không có cột. Rồi xử lý ổn, từ đó thì sao? Cứ mỗi sáng vô chùa ăn cơm, lấy cơm ăn rồi về. Chưa đầy 1 tháng, chưa đầy 1 tháng về. Thì tôi đang tìm lại cái số này. Tức là ông cũng tỉnh hoàn toàn, không còn bị lên cơn sau 1 tháng. Thì xem như là đã ổn rồi. À, chúng ta nghỉ hơn chiều nay chúng ta sẽ gặp lại tiếp. Cái gì chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ chúng tôi cũng xin thông báo là những người đã từng ăn uống và trị bệnh theo cái phương pháp dưỡng sinh cũng như là cái cách chữa trị của chúng tôi lâu nay á, mà tại vì chúng tôi trước giờ cũng ít có lưu lại cái hồ sơ, cho nên là ai mà đã thực hiện có hiệu quả thì quý vị còn thứ nhất là cái giấy khám bệnh trước khi tới đây và cái giấy khám bệnh sau khi quý vị chữa lành, thì xin quý vị cho chúng tôi cái thông tin đó và kèm theo lá thư tay hoặc là cái địa chỉ chính thức của quý vị. Tôi rất là muốn thu thập cái kết quả này. Nếu như mà đủ duyên thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện cái ý muốn của mình là nhờ các nhà khoa học vào cuộc và họ sẽ kiểm chứng cái quá trình trị từng bệnh của chúng tôi. Nhưng mà ít lắm là chúng tôi phải có trong tay những cái bệnh nhân hết cái đã. Có trong tay bệnh nhân hết rồi tôi mới làm được cái việc này. Cho nên quý vị muốn, thứ nhất là chúng tôi sẽ vẫn có thể phát triển được cái cách trị bệnh này để giúp nhiều người. Cái thứ hai nữa là nếu mà có những cái kết quả quý vị, nó cũng là một cái sự minh chứng cho cái kết quả trị liệu của phương pháp này. Đồng thời cũng có thể sách tấn được rất là nhiều người bệnh mà họ chưa có hiểu biết, họ chưa có đủ lòng tin đối với phương pháp này, thì họ cũng có những cái bằng chứng cụ thể và sẽ giúp cho những người đó thoát khỏi những bệnh tật hiểm nghèo. Thì rất mong là quý vị đã trải qua những người mà bị nghiện hết giống như vậy, những người bị tiểu đường, bị tim mạch, bị ung thư, những người mà bị sida. Thật ra thì quý vị mà được đọc tên tuổi trước công chúng thì chắc chắn là quý vị ngại. Thì cái đó thì cho tôi giữ làm tư liệu cũng được, không cần phải đọc trước công chúng. Và cũng nhất là bệnh sida thì tôi hứa là tôi sẽ không có công bố. Nhưng mà hồi trước cũng có nhiều người trị, trước khi trị thì nói là thầy trị con hết thì tới dỗ tiên sinh con nói, nhưng mà tới hồi hết rồi dỗ tiên sinh liên hệ không được, đổi số điện thoại luôn. Và nếu quý vị thực sự muốn giúp mọi người khi chúng ta thoát bệnh thì quý vị nên gửi cái hồ sơ bệnh án của quý vị lúc trước khi trị phương pháp này và sau khi trị, kèm theo lá thư tay và
một vài lời cảm ơn cũng được, hoặc là quý vị có thể kể giống như cái anh này kể ra giống giống như vậy đó, thì nó sẽ có lợi cho nhiều người sau này. Rất mong là quý vị hoan hỷ sẽ cùng với chúng tôi sẽ làm được cái việc này cho nó tốt.